Thứ năm là Quảng Bình, thứ sáu là Ninh Thuận, thứ bảy là Đắk Lắk. À thứ bảy là Kon Tum. Nó là chính không đó. Ờ. Cái vụ chị đây, cái vụ chị đây. Giờ chừng là cái vụ mà số đúng không? Con gửi bài trước 1 triệu này. Còn 515.000. 515.000 chiều đánh. Chiều đánh chị. Ôi trời ơi, em định nói chị phải tử chị lấy xe chị không cần. Hello, hello mọi người, chia sẻ bài giúp em nha mọi người. Giúp đi ra ra để sủi cho mẹ đi đặng vui ra. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giúp em nè, giờ chờ em like nha. Ba một cái 30 mua mấy ngà? Mua 5 tặng 1, mua 10 free ship. Thì trời đứa sắp khó không? Không có sắp quá không? Không mua 5 tặng 1 đi. Mua 5 tặng 1. Mua 10 free ship. Chưa vô đây. Nè. Giờ ní điền con cứ ngủ được chứ hè. Nhìn nó đi làm chứ hè. Mặc dẫn cứ đi làm thôi. Không phải điền hẳn đi trên đó để cánh bả cho nó thôi. Gặp thằng Thịnh hình móc bả ăn để cãi ra. Còn bằng móc thằng kia mới cãi là hẳn không chủ bị nữa là chết. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người chia sẻ bài giúp em này ngó để em một nhà đồ luôn. Em nói thiệt là này thấy chưa em thấy là em chóng mặt rồi đó mọi người, đang nghe là em chóng mặt rồi đó. Thái đồ em ngợp mất tiêu rồi, thái đồ là muốn buồn ngủ thôi. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người chia sẻ bài để em like cho nhanh em về nè. Chia sẻ nha. Trời sóc. Mọi người mua đồ, mọi người. Anh nhắn tin đúng chưa? Bên nó âm lại máy đó. Cái gì đó? Chào giải hoàng là mới nè. Ước gì ở gần qua lựa cho đã hả? Ước gì ở gần nè, bữa mua qua chị bữa đi. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người chia sẻ bài giúp em đi. Chào Nguyễn Linh nè, chia sẻ bài giúp em nha. Sau mà rồi mới tô có mở trong đỏ xí. Mình xa quá à. chia sẻ nha mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ đi, chia sẻ 30 người. 30 người em like nhanh qua nè. Không có gì xa cách, chỉ có hơi nách mới xa cách tình yêu thôi. Cái gì má? Chị đó nè nữa. Có cái áo miếng nhỏ xí đi. À miếng đó. Đó, mấy nó có hát cái tụi nó về chưa? Đâu? Bàn lại cho cái Nga. Chuyện gì nữa xô, mai xô không té, xô không xô mà té mấy đứa mày. Xô biết luôn mày ơi. Đủ. Tranh 30 người giùm em đi mấy chị, tranh 30 người đi rồi em like. Có dịp du lịch chị đó. Đọc ê, em với Nga sale thấy hàng. Có dịp đi du lịch chắc chắn sẽ ghé. À ghé ra chị Mỹ Hạnh ghé em dẫn đi ăn, dẫn đi nhậu. Ăn hải sản. Chị ra đây là ăn hải sản. Đi ra Đà Nẵng đây ghé đây em dẫn đi ăn, đi nhậu, đi ăn hải sản. Đây. Tranh 30 người giùm em like nè. Hứa danh dự luôn, tranh 30 người là like nè. Dưới 30 người không like nghỉ khỏe luôn nè. Chào chị Kim Ngọc Lê nha, chia sẻ giùm em nha mấy chị. Chia sẻ giùm em nha, chia sẻ giùm em. Màu còn gì nữa đâu, đồng xuống nơi nhấn đầu. Mỹ Hạnh ở đâu? Mỹ Hạnh à? Ừ. Đúng Mỹ Hạnh ở Mô Sao lắm. Rồi ok chị, em like nè.
sẵn cho bạn xin mà. Tao đi đây. Đi mua nữa cho. Đi dạo qua một tháng làm thú. Chị mà. Đi cỡ 15 phút chạy gì đó. Gì đây cho nó vui, đi cho. Ừ, nghe giúp đường đó. 15 phút. Trời ơi, nhà. Thái số đậm nhát chạy. Đừng nghe. Nghe khách điểm thì nghe. Chẳng cũng gọi luôn đi. Ngõ thoát thế. Ngõ bình như có cái ảo mô đẹp chứ thế. Còn bố chia sẻ giờ mai mình nên bố cũng thấy được hết. Chạy, không chạy mà thầy mà đi ăn luôn. Đi đại gia mà hỏi tôi thầy mày sẵn lắm chi thầy em đi ăn đi bằng cái mô cũng thấy đẹp hết vì nhỏ nè bằng cái mô cũng thấy được em like đi kìa 30 người rồi kìa chưa 28 người đủ 30 người mới like chơi rứa được không chưa chưa mày về hỉ giờ chưa mày về hỉ mày về chưa không tám không về tôi mới đi qua bả đi qua bả làm chi không cần qua hả làm mới 30 đến xuống còn 28 trời đập đứa đó có cái áo nít nè này mấy chị em có cái áo nít nè lấy đầm đi bé hả chị hiểu quê đó chị lượm được đóng áo nè chị ngó nè lượm đóng áo ra sẵn ngồi lai đây cái chị nói lai đầm đi bé dễ quê thiệt cái chứ quần rách tả tơi chị ơi ba anh đi bác sĩ hả đi qua Trần Phú 10 phút rồi về chị rất thì lại xe con đi chứ trừ điện mà nhát đi tè không muốn đi có nghĩa là đang bực không muốn đi hiểu không bực cái chi nữa ấy là nắng nóng đi nè không muốn đi mà cũng phải đi quần si nè chị nè đây nè quần bành luôn đây ấy vừa nó bấm bằng bành cho chị mua ấy kệ chị chứ hydro nha chị giàu có điều kiện chị đi ăn đi tự nhiên kia em dẫn đi làm chị nè ai mua mở hàng tặng cho cái áo nít nè ôi có cái món nhỏ nhỏ đó nữa hai ba cái ai mua mở hàng em tặng cho cá ông nít nè cá ông nít nha rất là dễ thương luôn dễ dặn ra sổ công kho lên chứ mày mịn dễ xương dễ xương rồi cái áo này nè cái áo vé em định lấy em mang đây mà em nhiều rồi quá em không thích áo sắc nách nè cái này 50kg nha 50kg nè ai chốt mở hàng giùm em 50kg nè chào chị vui lòng nha chia sẻ giùm em nha mấy chị chia sẻ giùm em nha rồi chốt giùm em mở hàng đi em tặng nè 50kg nè 50kg nha 50kg bấm giùm em mã số 1 nha 50kg mã số 1 nha 50kg mã số 1 nè cầm vô đây đó chưa dai nè bấm giùm em mã số 1 nha mã số 1 rất là đẹp rất là dễ luôn giống như ca sĩ á mấy chị 50kg đổ lại bấm giùm em mã số 1 ai chốt mã số 1 em tặng cho cái áo nick nè phía sau lưng nè đó thấy phía sau lưng đẹp chưa nè một cánh sẻ nè thấy chưa đó thấy chưa đó dạ chào chị Vũ Thị Ngự chia sẻ giùm em ngay chị Ngự chia sẻ giùm em ngay chị bấm giùm em mã số 1 nha bấm giùm em mã số 1 nè kèm tặng cho một cái áo nick nè đó. Rồi Đinh Kim Anh ra lấy cái đầm giùm em với Đinh Kim Anh ơi ra lấy cái đầm giùm em với ngay chị chứ không là xã thì gọi là xã lần hai đó chị rồi bấm giùm em mã số 1 nha 50kg đổ lại nè 50kg đổ lại bấm giùm em mã số 1 bấm giùm em mã số 1 rồi tiếp tục học cái áo thứ hai rồi 50kg nha 50kg một cái màu xanh bấm giùm em mã số 2 50kg bấm giùm em mã số 2 đi mà cười 50kg nha bấm giùm em mã số 2 nha bấm giùm em mã số 2 ủa áo máy hả thôi 30 à rồi bấm giùm em mã số 3 45kg đổ lại bấm giùm em mã số 3 nha 45kg đổ lại nè 45kg đổ lại bấm giùm em mã số 3 nha xe này đi. Mình nhận được quần rồi nhưng sao nhắn nhầm địa chỉ vậy mai mà người giao hàng biết chị à rứa hả chị nhiều khi chị nhắn địa chỉ em không giáo về cái tự em thêm giáo vô nữa
chị nhắn mà không có giáo là tự em thêm giáo vô là họ sợ quăng thôi, đi mua có đúng nha. Thấy được nó lộng mất đít rồi tê, lộng mất xíu cái đít rồi tê. Rồi cái này nè 45kg nha, số điện thoại cũng sai luôn. Ủa đó hả chị? À đứa tự em cho luôn đó, tự em luôn đó chị, nguyên nhân là ở em đó. Rồi 45kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 3 nè, mã số 3 nha, bấm giùm em mã số 3, 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 3. Rồi cái này có mít ngực luôn nha, có mít ngực luôn nè, bấm giùm em mã số 4 nha. Bấm giùm em mã số 4, 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 4. Mã số 4 nha. Áo 30k nha, mua 5 cái em tặng 1 cái. Mua 10 cái em free ship luôn. Mua 5 cái tặng 1 cái nha. Đấy, đại bao. Cười khó vậy. Ai không chắc nam gì em biểu lộc ra trừ đó. Rồi. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 4. Gọi người ta tắt máy luôn hỉ. À tự em cho luôn á chị. Ai mà cho số điện thoại với địa chỉ mà không có giáo vậy là tự em thêm vô luôn. Hình như mang cái áo đỏ này không hợp like hay là không có ai cháu cởi cái áo đỏ ra thêm tình hình thế nào. Đổi phong thủy thử nào. Đi mang đi resort đi thầy. Đổi phong thủy đi thầy. Mình like đứng sao mà hỏi đẹp đi resort với đi nghỉ đi về luôn đi. Đang like mà tự nhiên cái biểu đi resort với đi nghỉ với được không, có đẹp không cả ngày luôn mi ơi. Bây giờ dễ sợ đau cái đầu luôn. Dạ. Chỉ cho mẹ đó nhỉ. Chỉ cho mẹ cái này. Chỉ đứa kìa. Không biết đâu. Đây. Mẹ bắt con thả lên. Rồi 55kg. Rồi 5 tháng nữa. Con thả lên 5 tháng nữa. Mua 5 tặng 1, mua 10 và rồi ship rau. Đúng rồi chị. Ok luôn. Lao lao nga lơ là á à, chị ơi ship em bữa sau ship lại sai địa chỉ sai điện thoại luôn rồi kêu shipper ngơ ngơ mô Đồng Thảo, riêng của Đồng Thảo đó là thằng đó kêu là mô Đồng Thảo, thằng shipper đó chị quên rồi, thằng shipper nó gọi chị một lần mà chị không nghe máy, cứ đem hàng về thì chị không nhận. 55kg nha, 55kg bấm giùm em mã số 5. 55kg bấm giùm em mã số 5 nha. Bấm giùm em mã số 5 nè, 55kg. 55kg bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 hình như bữa nay mắt không long răng lan được. Lan mà cháu thấy. Nó ấn kiện luôn á. Rồi, bấm giùm em mã số 6 màu vàng nghệ nè, bấm giùm em mã số 6 55kg. 55kg màu vàng nghệ nha, bấm giùm em mã số 6. Bấm giùm em mã số 6 nha. Đi không 925 hả? À rứa hả? À, ngồi ở đây lần lần cũng đi khùng hết trơn chị ạ. Là ngồi ở đây lần lần cái bà khùng cái em ngồi bay like luôn chị ơi. Rồi bấm 45kg bấm giùm em mã số 7. 45kg nha, bấm giùm em mã số 7. Cái gì chứ, Đồng Thảo sai số điện thoại hả? 45kg nha, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7. Mã số 7 nha, bấm giùm em mã số 7. Má chị đi mua hết rồi mà không cháu khoan giùm em với. Rồi, bấm giùm em mã số 8 nha, bấm giùm em mã số 8. Kiếm chị cái đen có lót ngực. Rồi, bấm giùm em mã số 8 nè, mã số 8 nha. 50-55kg, 55kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 8 nè. Mã số 8, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 8 nha, mã số 8. Từ từ mẹ. Nhiều, còn một đống luôn nè, lựa ra một đống luôn nè. Rồi áo 2 dây, bấm giùm em mã số 9, 45kg. Trời ni mà bà Thoa mang mũ len, ờ bà khùng mà. Bà khùng mà, đang biết bà khùng hả? Bấm giùm em mã số 10 nè. Mã số 10 nha, 45kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 10. Bấm giùm em mã số 10 nha, 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 10. Mã số 10 nha, 45kg đổ lại. Rồi, áo hai dây màu đen. Bấm giùm em mã số 11. Bả thời trang sang thời tiết mà. Bấm giùm em mã số 11, 50kg đổ lại nha.
bấm giùm em mã số 11. Mã số 11. Lấy cái áo thoa đang mặc được không? Được chị. Em nói đại với em không biết nữa. Em lượm trong bóng đi đây mọi người. Cái này là em lượm. Bấm giùm em mã số 12. 50kg đổ lại nha. Sớm chị hỏi này không mà chạy trả lời. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, mã số 12. Mã 12 này. Rồi 50kg luôn. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 13 nha, mã số 13 nè. Mã số 13, 50kg đổ lại mã số 13. Mã số 13 nha. Rồi 50kg đổ lại luôn, bấm giùm em mã số 14. Vậy để cho chị nhé. Chị Mỹ Hạnh, chị bao nhiêu ký mà chị lấy cái áo đen á chị? Cái áo đen chị đang mang á chị. Bấm giùm em mã số 14 nha. Áo này em có 45kg thôi. Áo nó nhỏ lắm chị. Ê, ôm ba đây, áo này tập gym được. Mang đi bơi, đi chơi, đi nhảy được nè. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Không ai nói gì hết. 50kg đang mang. Cái áo nó là 45-44kg thôi. 50kg đang mang. Bấm giùm em mã số 14 nha. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 14 nè. Mã số 14. Rồi một cái áo xanh nè. 50kg đổ lại luôn, bấm giùm em mã số 15. Mã số 15 nha. 50kg đổ lại mã số 15. Áo nãy chị mới cầm 57kg vừa không. Rồi ok luôn. Đây. Hồng Phong Nguyễn. Hồng Phong Nguyễn 50 mấy ký ok luôn. Đây, 50 mấy ký được nha chị. 50 mấy ký là ok nha, 50 mấy ký mang ok luôn. Lại rẹt qua ai thích cái nào chốt giùm em nha. Áo này hả? Không, áo này 50 mấy ký sợi chặt. Áo này là sợi chặt nha chị. Lai rạc đùm gái cái đấm đây này. Rồi 45kg nè. 45kg bấm giùm em số 7. 45kg nha, bấm giùm em số 7. Rồi 45kg nè, bấm giùm em số 5. 45kg bấm giùm em số 5 nha. Bấm giùm em số 5. 45kg bấm giùm em số 5. 30.000 một cái. Mua 5 cái tặng 1. Mua 10 free ship luôn. Rồi chưa? 45kg luôn nè. 45kg luôn nha, bấm giùm em số 10. Số 10 45kg bấm giùm em số 10 nha. 45kg bấm giùm em số 10. Rồi 45kg bấm giùm em số 11. Số 11 nha, 45kg bấm giùm em số 11. Số 11 45kg. 45kg số 11. Rồi 50kg đổ lại số 12. 50kg đổ lại nha, số 12, số 12, 50kg đổ lại số 12. Rồi, 50kg đổ lại số 13. Số 13, 50kg đổ lại số 13. Rồi, 50kg đổ lại luôn, số 14, 50kg đổ lại nha, số 14, số 14. Rồi 50kg số 15. Ở quận 3 Đà Nẵng. Ở quận 3 Đà Nẵng chị Lê Minh ơi. Ở quận 3 nha chị. Đường Lê Văn Thứ quận 3 Đà Nẵng. Rồi 45kg bấm giùm em số 1. 45kg nha. 45kg bấm giùm em số 1. Rồi áo sắc nách nè, có cổ nè, 50kg nè. 50kg bấm giùm em số 5. 50kg nha, bấm giùm em số 5. Số 5 nha, 50kg bấm giùm em số 5. Bấm giùm em số 5 nè. Rồi áo hai dây 45kg bấm giùm em số 7. 45kg nha, bấm giùm em số 7 nè. Có nha Rofan.
Rofan có. Rồi 55kg nè. 55kg bấm giùm em số 5. 55kg bấm giùm em số 5 nha. Số 5, 55kg. 55kg nha, bấm giùm em số 5. Đây, số 5 nè, 55kg. 55kg bấm giùm em số 5. Nghe vô. Không biết nữa, để coi thử. Có mưa không? Có. Không có. Có. Có số nhà không ạ? À? Chị tới 42 Lê Văn Thứ chị. Chị tới số nhà 42 Lê Văn Thứ, quận 3 Đà Nẵng chị. Chị tới số nhà 42 Lê Văn Thứ, chị tới đó là chị Thái. Nhìn qua chợ chị Thái nha chị. Rồi 45 kg nha. 45 kg. Rồi cái này 50 kg này. 50 kg bấm giùm em số 1 nha. 50 kg đổ lại bấm giùm em số 1. 50 kg đổ lại bấm giùm em số 1. Rồi 50 kg đổ lại luôn, bấm giùm em số 2. Bấm giùm em số 2 nha, 50 kg đổ lại luôn, bấm giùm em số 2. Rồi 50 kg luôn. 50 kg đổ lại nha, bấm giùm em số 3, 50 kg đổ lại luôn nè. 50 kg đổ lại, bấm giùm em số 3 nha, số 3, số 3. Rồi 50 kg luôn, bấm giùm em số 4. Số 4 nha, 50 kg đổ lại luôn nè, bấm giùm em số 4. 50 kg đổ lại số 4. Rồi một cái màu xanh. Một cái màu xanh nè. 45 kg bấm giùm em số 5. 45 kg nha, bấm giùm em số 5. Số 5 45 kg. Rồi 50 kg luôn. 50 kg bấm giùm em số 7. Số 7 50 kg nha, 50 kg bấm giùm em số 7. Số 7 50 kg. Rồi 50 kg bấm giùm em số 8. Số 8 50 kg nha, 50 kg. Ông chốc à? À. Ông chốc thôi. Lấy đầm ra lai đi. Không được không ạ? Ai mua mở hàng chị giúp. Ai mua mở hàng chị giúp này giúp. Ai biết đòn chị cái... À biết rồi, hai con đó. Giờ lấy đầm mọi người hỉ. Giờ lấy đầm lên like mọi người hỉ. 40k, 40k chia sẻ còn 3k 200. Giờ em thích áo này để em lấy đầm lên like. 40k chia sẻ là còn 3k 200. Á không được cái quần. Đầm đi. Đây, 40k chia sẻ còn 3k 200. Bắt đầu à, đây nha. À, chị đầm đi đi cho không chỗ. Bãi đường hòn cho hắt à. Chia sẻ đi, chia sẻ đi. Đầm nè, 40k chia sẻ còn 3k 200. Trời quá ơi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vô phương cứu chữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hai dòng dài dài. Ha. Gửi hết rồi em ơi. Giờ trừ nè. Đầm nha, đầm lai đầm nha, lai đầm nha. Chia sẻ bài đi, chia sẻ bài đi. Em lai đầm nè. Đầm 3 cái. Chia sẻ còn 3 cái 100. Ai không chia sẻ 4 cái. Cái 40 nha. 40k, 40k nha. Đây. Giờ em lai đầm nha mọi người. Giờ nè, bà Mỹ Hạnh chị đó chốt mở hàng dùng này. Cái này nè, 50-55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 1, ghi giá đi em. 50-55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 1 nha. Cái này nè, bầu bì bông tre cũng được luôn, phải chưa?
bấm giùm em mã số 1 nha, 50 55 kg nè, bấm giùm em mã số 1, đầm 40k, chia sẻ cùng 38 100. Chia sẻ nha mọi người, mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Bà chị Mỹ Hạnh bắt đầu. Bà thì Mỹ Hạnh chốt mở hàng nè, 55 kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 1. Mã số 1 nha, 55 kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 1. Mã số 1 nha, 55 kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 1. Rồi cái này 60 kg đổ lại. Okay, 55 60 kg nè, bấm giùm em mã số 2. Mã số 2 nha, mấy cái này nó thiệt mùa hè mang cực kỳ mát luôn, không do dự, không chần chừ gì hết trơn á. Ba cái 100 quá rẻ, cứ bụp vô. Về cho ông nội ngoại bà ngoại chi đó mang cũng được hết trơn á. Nè, quá rẻ luôn. Thấy chưa? Bấm giùm em mã số 2. Bấm giùm em mã số 2 nha, cái này nè. 55 60 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 2, vải cực kỳ mát luôn, bảo đảm luôn. Bấm giùm em mã số 2 nha, chia sẻ bài giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ cho em like cho thấy cái này, chứ em thôi nhiều đồ ở trong nhiều quầy quá. Cái này nè, Hạnh Tạ thì Mỹ mới đầu. Nhớ tìm áo đen có lót ngực cho chị nhé. Ok chị Hạnh. Cái này 55 kg đổ lại nè, thấy chưa, 60 kg mang cũng ok luôn. Bấm giùm em mã số 3. Mã số 3 nha, cái này mã số 3 nè, 55 60 kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 3. Hả? Đó này, to to mang vừa rồi. À. Máy cao to này nó thiệt á. Lại bà thoa lại cái gì nữa. Tự nhiên lại bà thoa. Bà thoa mà chưa cháy một cái lại thoa. Đâu. Mã số 3 nha, mã số 3 nha. Cái này nè, quá là dễ thương luôn. Hâm vui rồi đó nghe. Bùng rồi đó. Hâm vui rồi đó nghe. Điên quá đặng thuộc không chừng. Mã số 3, 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 3. Cái này nè, 50 55 kg. Bấm giùm em mã số 4. Ok, mang về đó hả? À. Rồi, mã ok số 4 Văn. Nha, cái này 50 55 kg, bấm giùm okay, em mã số 4 nè. Ok, Văn số 3 nè. Văn nè, Văn nè. Nè, đó, vải cực kỳ mát luôn. Bấm giùm em mã số 4. Cái này mã số 4 nha, ba cái 100 quá rẻ. Chia sẻ cùng ba cái 100 quá rẻ, cái 40 cũng quá rẻ luôn. Bấm giùm em mã số 4 nha, cái này mã số 4. Rồi, một cái áo dây nha mọi người. Một cái áo nè, 45 50 kg. 45 50 kg nha, bấm giùm em mã số 5. Ủa cái nó mua đẹp quá. Mã số 5 nha. Ở trong đóng đó giờ từ mới khui ra. Mã số 5 nha. Mã số 4 đâu, ok chị Hạnh này. Đây, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 5. Còn bao, còn bao. 45 50 kg nha, bấm giùm em mã số 5. Bấm 70 nghìn bao luôn á. Để. Mới 70 luôn á. 45 50 kg nha, bấm giùm em mã số 5. Để điện hết chứ. Rồi, một con mèo. Mèo quá xinh luôn. Cái này 45 50 kg. Mã số 5. Johnly ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị Johnly ơi. Đây, 45 50 kg nè, quá là dễ thương luôn, thấy chưa? Mấy con mèo quá cực kỳ yêu luôn, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha, cái này mã số 6 nè, quá đẹp luôn đúng không? Mã số 6 nha, cái này mã số 6 nè. Địa chỉ luôn ơi chị Johnly. Cái này mã số 6 nha. 45 50 kg, bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 Đinh Huyền, ok. Cái này nè. 45 50 kg nha, bấm giùm em mã số 7. Cái này quá đẹp luôn. Địa chỉ luôn, địa chỉ luôn đây cũng được luôn. Cực kỳ giá. Thấy chưa? Mới tanh luôn. Hàng không phải nữa mà chị do hàng nhiều quá em phải sale không thôi, đầy quán quá. Rồi Đinh Huyền. Thấy chưa? Quá đẹp. Bấm giùm em mã số 6. Số 6 nữa thì thôi. Bấm tải nó trừ 6 lại nữa hả? Chờ cái đi 6 à. Quần to to gì lậu. Cái mã số 7. Cái này Đinh Huyền mã số 6 nữa nè. Rồi cái này. Một cái áo kiểu nè, ba lỗ ở sau luôn, thấy chưa? Cái này bầu bì bông trang cũng được nha. 50 55 kg, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha, cái này bầu bì bông trang cũng được nha mọi người. Cái này mã số 8 nè. 50 55 kg mã số 8. Bãi bảo chị tạm Mỹ Hạnh nè. Rồi cái này mã bãi em cho chị 45 50 kg nha, cực kỳ yêu luôn. Cái 45 50 kg này cực kỳ yêu. Bấm giùm em mã số 9. Cái này 45 50 kg nè. À, thấy chưa? Dạng ôm body nha, ở dưới là có ren nha. Nè, thấy chưa? 45 50 kg, bấm giùm em. Mã số 9 chưa? 9 rồi, 9 nè. Mã số 10. Cái này mã số 10 nha, 45
ký nè, bấm giùm em mã số 10 ôm body nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cái này nè quá là dễ thương, không ai lấy là hứa hẳn. Mã số 10 nha. Bình thường mã số 9 thằng Lê nào anh đang đi bán xin thằng Lê thằng, thằng Lê này. Rồi cái này, cái này là 45-50kg nha, 45-50kg, bấm giùm em mã số 11. Rồi Đinh Hiền 6-7, ok Đinh Hiền 6-7 này, ok Đinh Hiền 6-7 mã số 11 nha, 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 11, mã số 11 nha. Cái này mã 10 đúng không? Ừ. Rồi mã 10 thằng Lê luôn nè. Rồi cái này quá đẹp luôn, thấy chưa? Ở dưới là chân vôn nha mọi người, vôn nè, thấy kiểu vôn đẹp không? Ở trên là áo thun nè, bấm giùm em 45-50kg, bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, cái này mã số 12, hàng Nhật đàng hoàng mọi người cứ yên tâm. Này, thấy chưa? Quá đẹp. 50kg nè, bấm giùm em mã số 12. 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 12. Quá là dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương. Rồi một cái áo cúp ngực nha mọi người, áo thun cúp ngực nè, 45kg, 45kg nha, bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha, cái này mang cực kỳ dễ thương, 45kg, ôm body nè, cúp ngực nè, thấy chưa? Quá là dễ thương. Bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha, ôm body hay giống như dạng bộ dùm nữa đó. Bấm giùm em mã số 13. Rồi chị Đinh Hiền địa chỉ luôn, chị Đinh Hiền ơi. Rồi cái này, cái này 45-50kg nha, 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 14, giống cái hồi nãy á. Bấm giùm em mã số 14. Mã 14 nha. Ở dưới là dạng lưới, ren lưới. 13 mà được không? Ok Đinh Kim Anh. Kim Anh nó nhận hàng không biết. Đinh Kim Anh ơi, ra lấy hàng giùm em nghe chị. Mã số 15. À 10, hồi nãy 14 đúng không? 14. Cái này 15, cái này 15. Anh Đinh Kim Anh 13, cái này 14. 14 nè, quá dễ thương luôn. 45 nè. 45kg nha, 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 14. Cái này 55-60kg nha, 55-60kg, bấm giùm em mã số 15. Mã số 15 nha, thun nha mọi người, thun cọc tông nha. Nè, bấm giùm em mã số 15. Em 1m53 nặng 45kg nha mọi người. Đây, bấm giùm em mã số 15. Cái này có dây kéo, dây rút rắc nữa nè. Nè, đó, bấm giùm em mã số 15 nha. Cái này mã số 15 nha mọi người. Ok, 15 người bao nhiêu? Rồi, cái này nè, quá đẹp luôn, mới 100% luôn. Sơ mi ren nha, sơ mi ở dưới là chân váy ren nè, thấy chưa? 50-55kg ok nha, bấm giùm em mã số 16. Mã số 16 nha, mới 100% luôn, nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 16, sơ mi ren nha mọi người. Rồi, cái áo này, 50-55kg, 50-55kg nha, bấm mình giùm em mã số 17. Mã số 17 nha, cái này mã số 17, cái mã số 16 nó mới 100% luôn. Bấm giùm em mã số 17 nè, 50-55kg nha, bấm giùm em mã số 17, bầu bì bông tre cũng được nha mọi người, chất liệu vải cực kỳ mát. Mã số 17 nha. Rồi, một cái váy nè, váy này 50kg, ôm body nha, 50kg, bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha, 50-52kg cũng được, bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha mọi người, cái này là váy công sở. Rồi cái này váy dây nha mọi người, cái này là váy dây, áo bầu cũng được, cái này là bầu mấy tháng mà mang được nè, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có 35 à cái gì? 33 cái 100 quá rẻ đúng không? Cái này 50-55kg đổ lại nè, thấy chưa? Bầu bì bông trang cực kỳ ok luôn. Bấm giùm em mã số 20. Mã số 20 nha,
dây nha mọi người. Một cái dây ở dưới là chân phun nè, chân váy phun nha. Cái này 45-50kg, bấm giùm em mã số 21. Mã số 21 nha. Cái này là mã số 21 nè. Rồi một cái đầm sung nha mọi người. Cái đầm này là đầm sung nè, 45-50kg. 21 là người chị nè. Cái này 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 22. Mã số 22 nè, cái này là mã số 22 nè. Nè, thấy chưa? Quá là dễ thương luôn. Đầm sung nha mọi người. Nè, ôm body vô nữa, rất là dễ thương. 50-55kg cũng ok luôn. Bấm giùm em mã số 22. Mã số 22 nha. Đừng kìm anh. Đừng kìm anh đi ngắm, đừng mua rồi. Bài nữa đó. Rồi, cái này. Cái này 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 23 23 nha, cái này mã số 23 nè. 22 cho Đinh Kim Anh nghe, Kim Ngọc Lê. Mã số 23 nha, cái này nè, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 23. Đẹp lắm, thấy chưa? Có đẹp, mã số 23 nha, bầu bì bon chan cũng được luôn. Cái này là thể vai nha mọi người. 55kg đổ lại, 55kg đổ lại thể vai nha. Bấm giùm em mã số 30. Mã số 30 nha. Rất cực kỳ, rất là dễ thương luôn nè. Thấy chưa? Áo bạc vai nè, 50-55kg nha. Bấm giùm em mã số 30. Quá là dễ thương luôn. Đi cho vài bữa tìm không có. Mã số 30 nha mọi người. Cái này mã số 30 nè. Quá đẹp luôn. Áo trịnh đặt vai như đây nè. Quá là dễ thương đúng không? Mã số 30. Cái này là mã số 30 nha. Rồi cái áo này nè, quá là dễ thương luôn. Ở đây không có mẫu 60kg để lên nha. Kì đó. Mẫu nào to to 60kg để lên đi. Cái này 55kg đổ lại. Quá là dễ thương luôn hết chưa. 55kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 0. Mã số 0 nha, 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 0. Cái mã số 0 này rất là đẹp. Người nào 50kg tà thì mỹ hạnh mô rồng. Lấy cái này đi nè. Vải, vải xô rất là đẹp nè. Mỹ răng rứt. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 0. Cái mã số 0 này rất là dễ. Mà mang váy cũng được nè, mang với quần xà ở sọt. Quá là dễ thương luôn. Ok chị Mỹ Hạnh nè. Rồi cái chị nào 60kg. Mẫu 60kg về từ đây 60kg. Cái này 60kg nha. 60kg nè. Bấm giùm em mã số 1. 60kg bấm giùm em mã số 1 nha. Cái này là mã số 1 nè. Nè đó 60kg. 60-65kg gì cũng ok hết, chất liệu thun nha. Nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 1. Cái này mã số 1 nha. Rồi, một cái đầm 45-50kg nha. 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 2. Mã số 2 nha, cái này 45-50kg nè. Tay ren nha mọi người. Tay là ren, trong váy là dạng xếp ly. Rất là dễ thương luôn. Ở giữa có bo để lòi các eo. Quá là đẹp. Bấm giùm em mã số 2 nha. 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 2. Nè, cái big size nữa. Cái này big size vô tội vạ luôn. 70-80kg mang ok luôn. Cái này 70-80kg mang ok nha. Mới 100%. Cái này nè, bấm giùm em mã số 3. Cái này mã số 3 nha. 70-80kg chị cũng mang ok, một tà cũng ok luôn. Bấm giùm em mã số 3. Cái mã số 3 này em tặng nha mọi người. Cái mã số 3 này em tặng. Bấm giùm em mã số 3. 55kg đổ lại. Tà thì Mỹ Hạnh mới rồi cái áo này. Ở trên là vôn nha mọi người. Ở trên là cái áo này là áo đen vôn nè. Cột dây nè. Cột dây nha. Kim Ngọc Lê không có chốt hàng nên không được nha. Nè, cái này nè, cột dây rất là đẹp. 50-55kg nha. Ở dưới là chân váy nè. Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha. Cái này là mã số 6. 50-55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 6.
Mã số 6 nha. Đây, áo quá là dễ thương luôn. 50 55kg nha, 50 55kg, 60kg cũng ok luôn. Bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, áo này giống như là dạng cái chị dạng baby doll đó. Rồi, số 6 là của chị Mỹ Hạnh. Cái này dạng chị Mỹ Hạnh lấy cái này nè, cái này dễ thương này. Nè, dạng có cái áo ở ngoài nữa, dạng baby doll đó. Số bấm 3. Giùm em mã số 7. Số 3 tặng Đinh Kim Anh có được không? Cái này mã số 7 nha, cái này mã số 7 nè. Bấm giùm em mã số 7. Mang vừa lấy về làm chi vậy phí? Mã số 7 nha. Áo số 3 tặng là big size nha mọi người, rất là to nha. Nhắm mà ai mà to, có người to mang được thì lấy nha. Cái này nè. 50-55kg nha. 50-55kg, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha, 50-55kg, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha. Ồ, anh Thương đã trở lại, lâu ngày quá anh Thương ơi. Mã số 8 nha. Nè, một cái áo mới 100% luôn, quá đẹp. Ở trên là sơ mi, dưới là caro nè, thấy chưa? Quá dễ thương luôn. Cái này 50kg đổ lại, 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Ok, số 7 là của anh Thư này, số 8 là của chị Mỹ Hạnh nè. Cái này em bao đẹp luôn, chị Mỹ Hạnh lấy cái này đi. Mã số 12. Cái này là một cái mặt si nha mọi người. Mặt si 55kg đổ lại, 55kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha, cái này mặt si nè, quá đẹp luôn. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha, cái này nè, mã số 13. Bỏ 8 cho chị. Bỏ 8 cho chị Mỹ Hạnh. Bỏ vô hay bỏ ra chị Mỹ Hạnh? Mã số bỏ 13 nha, cái chị. Này nè, quá đẹp luôn, một cái maxi nè. Tính ra chỉ có 35. Số 8 là chị Mỹ Hạnh, đúng chính xác, số 7 là của anh Thương. Số 13 là của chị Mỹ Hạnh nè. Rồi cái này 55-60kg, vàng vintage nha mọi người. Số 12 là của Kim Ngọc Lê nè. Cái này nè, ghim vô cho em ở giữa một cái 13 cái là chị Hạnh chốt nghe chị Vũ Thị Ngữ. Nè, thấy chưa? Ghim vô cho em cái nịt nữa, quá đẹp luôn. Bám giùm em mã số 14. Mã số 14, rồi ok chị, bỏ vô rồi chị. Kim Ngọc Lê có đơn chưa nghe? Kim Ngọc Lê chưa, đi đi. Mã số 14 nha, cái này là mã số 14 nè. Từ 60kg đổ lại nha. Em 45kg là dạng đầm viên tạc nha. Ok, đây. 14 là chị Vũ Thị Ngữ nè. Quá đẹp luôn, thấy chưa? Mấy bữa bán 100 ngàn thì chị bán chỉ còn có 35k mà không chốt được nữa là thôi. Cái này 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 15. Mã số 15 nha, cái này mã số 15 nè. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 15. Quá rẻ luôn, thấy chưa? Quá đẹp, còn mới can luôn. Mã số 15 nha, cái này mã số 15. Hạ xào luôn vậy. Thấy rồi đúng không? Thấy cái. Kim Ngọc Lê đã có điện thoại cho luôn địa chỉ luôn vậy á. Rồi cái này dạng baby doll nha mọi người, cái này là dạng baby doll. 55kg đổ lại, 50-55kg đổ lại, 50kg thôi, 50kg đổ lại nha, dạng baby doll nè. Dạng baby doll nha, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha. Rồi số 7 là của anh Thương bỏ nè. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 8. Cái này mã số 8 nha. Rồi đúng rồi, em có địa chỉ rồi. Cái mã số 8 này rất là dễ thương luôn. Anh Thương bỏ ra nè. Nè, cái này mã số 8 nha. Quá đẹp luôn, không lấy là cửa hàng. Quá rẻ, em nói thiệt, cái này là được 5 ngàn cũng đáng. Rồi, Vũ Thị Ngữ là inbox cái địa chỉ. Mã số 8 nhớ chị nha, cái này mã số 8. Cái này 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 10. Mã số 10 nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 10. Mã số 10 nha, mới 100% luôn chị Tà thì Mỹ Hạnh. Rồi cái này là dạng maxi nha mọi người. Dạng maxi nha, 55kg đổ lại, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, 55kg đổ lại, dạng maxi nha. Này, nó gấu, có đồ gì tùm lum tùm la luôn. Mã số 12 nha, quá dễ thương, thấy chưa? Này, hàng hiệu đàng hoàng, vô sốt, cái này mấy trăm ngàn. Mã số 12 nha, cái này mã số 12. Này 55kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 15, quá đẹp. Nè. Thấy không? Quá đẹp. Mã số 15 nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 15, 60kg cũng ok luôn.
bấm giùm em mã số 15 nha. Này, thấy chưa? Quá đẹp. Đúng không? Quá là dễ thương luôn. Mã số 15 nha mọi người. Cái này mã số 15. Cái này thì có một cái áo Âu rất đàng hoàng á, áo hiện đại. Rồi, cái này là vàng vintage nha mọi người. Cái đầm này là vàng vintage, 55kg đổ lại. 55kg đổ lại nha, vàng vintage nha. Quá là đẹp luôn. Nè, có nịch luôn nha mọi người. Cái này là không có nịch rồi. Rồi, cái thằng Nga đi mua rồi đó. Cái này dạng vintage nha mọi người, 55kg đổ lại. 55kg đổ lại nè, quá là dễ thương luôn. Bấm giùm em mã số 16. Mã số 16. Ôi trời ơi, thằng thần phức luôn. Trần Thùy Dung dài không bò. Mã số 16. Cái này bà lấy đi, thần phức luôn. Rồi cái này nè, bầu bì bon trang cũng được nha. 55-60kg. Rồi ok chị Vũ Thị Ngự nè. 55-60kg nha, bấm giùm em mã số 17. Cái này đẹp lắm nha mọi người. Cái mã này là mang là có cái áo sơ mi ở trong á. Bầu bì bon trang cũng được luôn. Nè, cái này mã số 10, 10 mấy. Nè, 17, 18 cho đêm 16 có người chốt 17 rồi. Mã số 17 nha, này rất là đẹp luôn. Cái này nè, 55-60kg gì đây. Gáo 16, ốp vô luôn. Chốt không cần ngần ngại. Cái này bầu bì bon trang cũng được. Quá đẹp luôn, thấy chưa. Mã số 17 nha, cái này mã số 17. 16 là chị Vũ thì người chốt rồi nha. Trời ơi, có 35k. Biết cái gì. Nè, đi vô số quốc lần mấy trăm ngàn. Vô lý chưa. 17, ok chị Hạnh nè. Nè, cái này đẹp không? Quá là đẹp, 55kg đổ lại chị Hạnh phục cho em. Không cần ngần ngại với chân á. Bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha, rất là đẹp luôn nè. Thấy chưa, 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 18, một cái màu tím. Một cái màu tím nè, quá đẹp. Bấm giùm em mã số 18, không lấy hối hận luôn. Quá đẹp luôn, nè, thấy không. Em nói đẹp là đẹp. Mã số 18 nha. 18 màu tím. Cái này, trời ơi, quá rẻ luôn. Còn mới phải là 90%. Rồi 18 là Kim Anh Nguyễn. Này, đó nè, thấy không? Mấy cái đầm này, mấy bữa em bán toàn. Kim Anh Nguyễn ơi, điện thoại địa chỉ luôn Kim Anh Nguyễn ơi. Xôn thấy tại chứ không có cái giá đó đâu. Cái này 50-55kg đổ lại nha. Một cái vải rủ nè, cực kỳ đẹp luôn. Bấm giùm em mã số 19. Mã số 19 nha, cái này nè, 55kg đổ lại. Bấm okay. Giùm em mã số 19. Chị Ngự. Mã số 19 nha. Rồi cái này nè. 19 là của chị Ngự nè. 55kg đổ lại. Cái này là 55kg đổ lại nha. Nè, bấm giùm em mã số 20. Mọi người cứ mang này, đầm kinh tạc này, cứ mang cái chiếc treo vô cho em. Đó, rất là dễ thương luôn, thấy chưa. Cái nịch của em bị họ ăn trộm mất tiêu rồi. Vô mua đồ ra ăn trộm mất cái nịch của em rồi. Cái này nè, bấm giùm em mã số 20 này. Đấy, mất cái nịch rồi. Ừ, cái nịch của cái đầm. Cái đầm mà nhúng hột nút này nè. Mở ra để bỏ lên cái áo cho. Mã số mấy đây? 20. 20 là hydro phạm nè. Mở ra bỏ vô cái áo cho ông đẹp, mua áo xong vợ luôn, cái nịch của em mất tiêu. Giờ trừ thành ra cái áo của em phí chưa. Áo em không có nịch. 20 là hydro phạm trước là chị gì Tạ Thị Mỹ Hành không đọc số chốt cho em nè. Cái này nè, quá là dễ thương luôn. Rất là đẹp luôn. Bằng nè, quá đẹp luôn. Ok không? Tạ Thị Mỹ Hành. Rồi cái đầm này ok, bấm ok em thôi là chị lái chị đặt số nha. Cái nó mới đẹp. Cái này nè, 50kg đổ lại nha. Cái này mã số mấy? À, chưa đặt mã số. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 30. Bấm giùm em mã số 30 nha. Cái này mã số 30 nè. Kim Anh Nguyễn ơi, chốt trên 100 mới ship hàng nha. Bấm giùm em mã số 30 nha. Cái này mã số 30 nè. Nghe chị. Bấm giùm em mã số 30. Hello.
ok trừ, gì tại vì trừ cũng không này. Có đai nữa chứ. Chị bấm ok không? Chiều thì cái có nhưng mà trừ thì không có sửa đai nữa. Cái này nè chị ngó nè, hoa văn rất là đẹp. Rồi rồi. Chị thấy không? Hoa văn ra cái hoa hồng, hoa đồ chi này, chị thấy không? Nè. Rất là đẹp. Cái này nè. Mã số mấy đây? 30. 30 của chị Hạnh nè. Ừ. Như anh Nam chốt bỏ vô trong giỏ chị. Anh đặt chốt cho ai đặt tên lên cho người ta học. Ok, mã số 30 của chị Hạnh nè. Cái này nè 55kg đổ lại nha, 55kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 31. Mã số 31 nha, 55kg đổ lại. Chị ok đang trẻ đó. Em đọc số rồi. Cái này đẹp mà, em nói đẹp mà mới nữa. Cái này nè 45 50 kg này, hàng Cosmart đàng hoàng nè, cờ O L gì Z nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, quá là dễ thương luôn. Nè. Bấm giùm em mã số 12 nha, 45 50 kg nè. Bấm giùm em mã số 12, quá đẹp. Chân váy rất là đẹp luôn. Bấm giùm em mã số 12 nha, cái này mã số 12 nè. Mọi người chia sẻ bài giúp em đi, chia sẻ đi. Chia sẻ chỉ còn giá 3 cái 100 thôi, quá rẻ. Đó, thấy chưa? 45 50 kg, em nói cực kỳ yêu luôn. Nè, mang đi cà phê, mang đi chơi dạo phố, quá dễ thương luôn. Chị Kim Minh đón 31 hả? Có 35k thôi. Bấm cho mấy em mã số 12. Cái này mã số 12 nha, quá là dễ thương. Cái này có quà em thôi. Mã số 12 của chị Tạ Thị Mỹ Hạnh đó. Cái áo nè 55kg đổ lại, 55kg đổ lại nha. Một cái áo sơ mi kiểu nha mọi người. Một cái áo sơ mi kiểu. Bấm giùm em mã số 15. Mã số 15 nha. Một cái sơ mi kiểu nè, thấy chưa? 55kg đổ lại, quá là dễ thương luôn. Đó, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 15. Thích, lái cái nịch dài vô. Lái cái nịch dài vô. Nghe lời em đi, quá đẹp luôn, thấy chưa? Rất là đẹp, mang với cái quần sọt ở trong. 15 Trần Thùy Dung. Quá là dễ thương luôn, thấy chưa? 15 ok cho Trần Thùy Dung nè. Rồi cái này 55kg đổ lại, trời ơi cái vải cực kỳ yêu luôn. 55kg đổ lại, quá đẹp luôn. Bấm giùm em, có cái túi nữa nè. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha. Rồi Trần Thùy Dung là mai ghế nè. Mã số 18, 55-60kg cũng ok luôn. Bấm giùm em mã số 18. Vải nè, vải từ thẳng luôn, không cần ủi luôn. Này, thấy không? Có cái túi đựng tiền nữa, thấy không? Mã số 18 nha, 55-60kg. Bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha. Mà hôm qua đánh tấm được cái rồi, cái này là cái nằm Messi. Mã số 18. Cái 18 đó đẹp lắm nha mọi người. Rồi, cái này 50-55kg đổ lại. 50-55kg đổ lại. Bấm cho mấy mã số 20. Mã số 20 nha. 50-55kg nè. Bấm cho mấy mã số 20. Thấy chưa? Ở sau là ba lỗ dây chéo nha mọi người. Ở trước nè, rất là đẹp. Mã số 30 nha. Cái này mã số 30. Rồi. Cái này 55kg đổ lại. Trừ lên đại luôn các bạn ok luôn. Nè thấy chưa? Mắc cái này rồi. Mắc hụt nút. Ta. Cái này bà thì Mỹ Hạnh lái không? Ủa, mới đi mà đi ghê ghê đó. Mã số 30. Rồi ok, 20 tà thì Mỹ Hạnh nè. Mỹ Hạnh ơi. Chị Hạnh luôn đó. Tàn cho chị cái này nha. Về đâu một nút vô. Răng. Đi về đến đấy luôn. À, mừng quá về tới nơi rồi bà. Răng lãnh được không? Anh không muốn lắm. Lãnh được đó hả? Được. Rồi cái này. Cái này là Linh nha mọi người. Được chưa? Bà có đi đâu mà ký? À, bà ơi nha, bà chơi thằng dùng mà thằng dùng hăng đi đâm dỗ xong rồi là ngồi bên đám dỗ chứ hẳn không về tới. Chưa làm răng đấy thì. Cái này 45
45 50 kg nha. Này 45 50 kg, quá đẹp chưa? Cái này còn mới nè, cổ ring nha mọi người. Bấm cho mẹ mã số 30. Chưa con tám biểu em về thì biểu mẹ về thì đã. Về làm chị đó. Thì bà nói là mới lấy mới nhận lương rồi mới về đây. Mã số 30 nha, cái này mã số 30 nè. Cái này mã số 30. 45 50 kg nha, bấm cho mẹ mã số 30. Cái này là trắng tặng. Mã số 30 nha. Rồi một cái maxi nè. Cái maxi đỏ này rất là đẹp luôn. Bấm giùm em nè. Cái này 55kg đổ lại. 55kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 31. Mã số 31 nha. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 31. Mã số 31 nha. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 31. Cái đầm này, này của Văn Trang này. Rất là dễ thương luôn này. Ở dưới là xà, ở trên là dạ sơ mi nha. Cái này 50 kg. 31 là Văn Trang trước rồi ngay John Lily ơi. Thấy chưa, rất là dễ thương luôn. 50-55kg nha. 50-55kg nè. Quá là dễ thương. Bấm giùm em mã số 32. Mã số 32 nha. 50-55kg, cực kỳ ok luôn này, thấy chưa. Bấm giùm em mã số 32. Quá đẹp. Văn Trang này mình có đơn như ngay. Mã số 32 nha, cái 32 này em nói thiệt 35k quá rẻ. Thiệt, 3 cái 100 quá rẻ. Bên kia có hả? Rồi, 32 cái này tiền. Là cái áo nha, cái này là cái áo nè. Cái áo nha mọi người. Áo mang tiền có đơn luôn chưa? Quần sọc. Bỏ Văn Trang cho mình mới đi. Cái này 55kg đổ lại. Cánh tiền có đơn chưa? Chị có không? Tà thì Mỹ Hạnh ơi, lấy cái này. Lấy cái này mang với cái quần tiền không có đơn luôn cực kỳ dễ thương luôn. Này, áo ren kiểu. Ren kiểu mang nha. Bấm cho em mã số 35. Mã số 35 nha, 55kg đổ lại. Bấm cho em mã số 35. Đó đó, được. Mã số 35 nha, cái này nè, quá đẹp luôn. Đưa cái tạm Mỹ Hạnh nè. Bên cái bao đó kìa, bao bự bự. Quá dễ thương, quá rẻ nữa. Mỹ Hạnh nữa. Bấm cho em mã số 35. Bấm vào phía ngoài nữa kìa. Cái này mã số 35 nha. 35 hero phạm. Đây, một cái này là cái mạch si dây nha mọi người. Cái này là mạch si dây nè, quá đẹp luôn. 50 kg đổ lại nha. 50-55 cũng được vì sao có 35 là hero phạm nè, ok cho hero phạm. 50kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 16. Mã số 16 nha, cái này mang vô rất là dễ thương. Em trồng vô là hắn lâu nè, em nhắc trồng đó. Mã số 16 nha, cái này mã số 16 nè. Một cái maxi nha mọi người, cái này là cái maxi nè. Nè, maxi buku. Maxi ở sau là dây nè, thấy chưa? Rất là dễ thương. Bấm cho em mã số 16. Mã số 16 nha. Anh đưa cái sổ em cho em ngó nó cái sổ nó có địa chỉ đi cùng. Cái sổ. Maxi 16 Ánh Tuyết Lê ok nè. Cái này 45kg nha mọi người. Cái này 45kg. Em lái nhà, em lái cái gì em lái nhà đó. Maxi 16. Có mã số là chi kim. Địa chỉ Ánh Tuyết Lê nè. Nè. 45kg nha. Bấm giùm em mã số 17, giống thư sinh vậy sợ. Em giống như gái Nhật vậy. Mã số 17 nha, cái này 45kg nè, bấm giùm em mã số 17. Mã số 17 chị Hạnh nha. À, chị Hạnh cái nào? À, 16 là của chị Hạnh trước, đúng rồi. Mã số 17 nha, cái này mã số 17. Đúng rồi chị Hạnh ơi, đúng rồi, 16 là của chị Hạnh nghe, Ánh Tuyết Lê ơi. Rồi, cái này 45-50kg nha. 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 18. Mã số 18 nha. Đúng rồi chị Hạnh ơi. Đúng rồi, 16 mà xây là của chị Hạnh nghe. Nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 18 nha. Đinh Huyền, ok nè. Ok, Đinh Huyền này, 18 nè. Rồi, cái này 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 19. Bình Hiền nó có đây nè. Mã số 19 nha, cực kỳ yêu luôn, cực kỳ dễ thương luôn. Xin địa chỉ luôn, địa chỉ luôn đi Đinh Huyền ơi. Đinh Huyền ơi, địa chỉ điện thoại luôn Đinh Huyền ơi. Mã số 19 nè, quá đẹp. Em nói thiệt á, mua đi, mọi người không có hối hận đâu. Vài bữa không có giá này đâu. Thấy chưa, quá đẹp luôn. Mã số 19 nha, 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 19. Quá đẹp.
ngày mai vô rất là dễ rồi, thương. Rồi 19 là của Ánh Tuyết Lê này đây đúng không? À. Rồi ok em nghe, cảm ơn rất nhiều. Ai? Công đương cái này. 0985, địa chỉ luôn Ánh Tuyết Lê ơi. Mang vô rất là quý phái. À, kiểu giống như là áo vest á. Ừ. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đó, quá đẹp đúng không? 45 50 kg nha. Ở sau này, quá dễ thương. 55 kg cũng ok luôn á. 45 50 kg nha. 45 50 kg. Bấm giùm em mã số 100. Mã số 100 nha, rất là đẹp nè. Đến Huyền hả? Đến Huyền nãy giờ máy cái đằng ơi, đây nó có không? Bấm giùm em mã số 100. Đến Huyền mình có đăng không? Đến Huyền mới nghe cháu có cái máy. À rồi con, có đó, cái có một cái thôi Huyền ơi. 100 nha. 45 50 kg nè. 50 kg cực kỳ ok luôn nha. Ánh Tuyết Lê ơi. Quá đẹp luôn. Vậy giờ anh nói nè, cái 16 giống như một cái áo vest với là một cái váy đó. Cái 16 là của chị Hạnh trước, Ánh Tuyết Lê nghe, em chỉ được cái 19 thôi. Mã số 100 nha, cái này mã số 100 nè. Con Trang, cho em xem váy hình thổ cẩm phía tây, cái tủ gương. Mã số 100 nha. Đinh Huyền là trước mấy cái rồi, em có chỉ có nhắn tin rồi. Rồi, cái này. Em sao vậy? À, Đinh Huyền hả? Ừ. Đây. Đinh Huyền đây, Đinh Huyền. Ôi. Cái này nè. Đúng rồi chị Đinh Huyền ơi. Cái này 45 kg nha. Được mấy cái rồi đó. Một cái váy mang đi chơi nè, thấy chưa? Mang áo cũng được, mang đi chơi cũng được, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 0. Mã số 0 nha, cái đó mã số 0. Bị đứa lao chuyên ơi. Chị Văn Trang ơi, cho em xin lại số điện thoại địa chỉ chị Văn Trang ơi. Cái này 55 kg đổ lại. 55 kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 7. Mã chị số Đinh Huyền là 4 cái chị Đinh Huyền ơi. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Mã số 0 bắt đầu liên lê tè, mã số 0. Đây, ok liên lê nè. Rồi liên lê ra lấy hàng luôn nha liên lê. À, thấy chưa? 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 7, quá đẹp. Cẩm tay tủ gương. Mã số 7 nha, cái này mã số 7. Không phải số 7. Ồ Văn Trang để điện thoại nha. Rồi địa chỉ luôn á chị Văn Trang ơi. Rồi, một cái áo nè, quá là dễ thương luôn. Thấy chưa? Cái này mang cực kỳ mát. Số 0 là liên lê nè, liên lê có đâu nhìn nè. Liên lê ơi, điện thoại địa chỉ luôn liên lê ơi. Cái này 55 kg đổ lại nha, 45 tới 55 kg. Vì sao? Vì cái này có dây thắt nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha, 45 tới 55 kg nè, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha. Cái này áo 55 kg. 55 kg đổ lại. Quá đẹp. Không chốt cái này là hối hận. Cái này mang với quần vinh nè, không mang với quần sọt ok luôn. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 2. Mã số 2 nha, 55 kg đổ lại nè. Rất là đẹp luôn, thấy không? Bấm giùm em mã số 2. 55 kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 2. Mười sáu chạy được. À, Ánh Tuyết Lê ơi, lúc nãy bị nhầm đó chị Ánh Tuyết Lê nghe. Cái đó là cái mã số 16 là của chị Mỹ Hạnh trước chị Lê nghe. Còn nhiều cái đẹp lắm chị ơi, chặt nữa em lựa cho. Số hai, rồi số hai là chị Đinh Kim Anh này. Này cái này nè. Số hai là cái mông. Cái này 50-55 kg đó, 50-55 kg nha, bấm giùm em mã okay, số ba. Này, tay rất là đẹp luôn này, thấy chưa? Áo cực kỳ màu đen, mang với quần sọc cũng được, mang với quần dài cũng được, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 3. Mã số 3 nha, cái này mã số 3 này, 55 kg đổ anh. Lại. Bấm giùm em mã số 3. Đinh Kim Anh. Bên này mã số 3 nha mọi người, cái này là mã số 3. Mã số 3 John Lee ok. Có đơn John Lee á. Đinh Kim Anh này. Đinh Kim Anh, okay. Anh thấy mấy bên anh đó. Không, cái này là Kim Anh Nguyễn. À Đinh Kim Anh hả? 50 kg đổ lại nha, 50 kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 4. Mã số 4 nha, 50 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 4. Thấy chưa? Rất là đẹp. Mã số 4 nha, 50 kg đổ lại, 55 kg cũng được. Bấm giùm em mã số 4. Quá đẹp. Mã số 4 nha. Rất là thùy mị luôn. Thiệt. Mang áo váy này rất là thùy mị. Ai điện à?
Bà coi. Alo. Dạ. Rồi. Dạ. Chia sẻ bà giúp em nha mọi người. Cái áo này từ từ chặt để em like sau. Dạ. Anh hẹn là để anh ra anh nhận hả anh? Cái này 55kg đổ lại. Dạ, 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 5. Cái này cực đẹp luôn. Em ở thang quỷ bà nặng thôi. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 5. Này, quá là dễ thương luôn. Thấy chưa? 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 5 nha. Cái này mã số 5 nè. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giúp em. Rồi cái này. Cái này là 55kg nha. Này cái này rất là đẹp luôn. Dài, đẹp ti. Quá rẻ. 55kg đổ lại nè. Thấy chưa? Quá là dễ thương luôn. Thấy không? 55kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha. Ở trong nè. Ở ngoài là range nè. Thấy chưa? Ở trong nè. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Có 35k quá rẻ luôn. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha. Cái này là mã số 6 nè. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 6. Rồi cái này. Trần Thùy Dung tôi được không? Được. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 7. Rồi số 6 là Trần Thùy Dung nè. Mã số 7 nha. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 7. Cái này mã số 7 nha. 55kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 7. Giờ trừ em sale hết hàng chứ không thôi nhà quán này em chặt. Đây ai? Số 6 Trần Thùy Dung kìa. Rồi. Ai hỏi cái này? Ai hỏi thổ cẩm? À Văn Trang hỏi thổ cẩm. Văn Trang ơi. Số 7 đó thôi. Số 7. Chi Kim. Cái này 55kg đổ lại nha. Ở dưới là chân váy riêng. Ở trên là áo vôn nha. Áo vôn ở dưới là chân váy riêng nha. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha. Nhắn em địa chỉ đi chị Văn Trang. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 8. Nhắn lại giùm em địa chỉ xíu. Mã số 8 nha. Cái này mã số 8. Nhắn em ghi bill luôn. Em ghi làm bill luôn nè. Làm bill chị cũng dán lên bao hàng cho đi thôi. Cho nhanh. Cái này 55kg đổ lại, quá là dễ thương luôn. Ở dưới là chân váy pin nha, ở trên là áo bun nha, bun ren nè. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Bấm mã số 10. Cái này là mã số 10 nha. Cái này đúng rồi, đúng là chi Kim, em mã số 7 đó. Cái này mã số 10, chi Kim lấy cái này mang này, chi Kim cao nè. Em cao em lấy cái này mang chi Kim. Có 35k quá rẻ. Số 10 John Lily nha. Để bạn nhớ nha. John Lily trước mình Lê. Cái này là cái yếm nha mọi người. Nè chi Kim nè, yếm nè. Nè. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 11. Mã số 11 nha, yếm nè. Quá đẹp luôn. 35k quá rẻ chị nói thiệt á. 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 11. 11 Vũ Thị Ngự. Ok, Vũ Thị Ngự mã số 11 nè. Cái áo chị mặc cái vải cực kỳ đẹp luôn. 50kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 12. Chất liệu vải cực kỳ mát, cực kỳ 40 đẹp. Chia sẻ còn 35k nghe. Mã số 12 nha. Cái này Cathy Hao. 50kg. Không, 11 Vũ Thị Ngự trước rồi. Chị Vũ Thị Ngự trước rồi chị Hạnh nghe. 11 là mã số của chị Ngự. Chị Ngự trước. 50-55kg. Bấm giùm em mã số 12. Cái 12 này quá đẹp. Mã số 12 nha. Rồi cái này màu bì bông trang cũng được. 55kg đổ lại. Cái 12 nó dễ thương mình ra không nớt mà. Mã số 13. Mã số 13 nha. 55kg đổ lại. Màu bì bông trang cũng được nè. Bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha. Rồi cái này áo. Cái cổ trồng nè. Cái này em tàn. Bấm giùm em chữ tàn em tàn. Áo này em tàn nha. Bấm cho mấy anh chữ tàn em tàn. Tàn hết. Bao nhiêu ký đọc luôn để cho. Bấm cho mấy anh chữ tàn em tàn. 60kg đổ lại. Bấm cho mấy anh chữ tàn em tàn nè. Quá đẹp luôn. Bấm cho mấy anh chữ tàn. Bấm cho mấy anh chữ tàn em tàn nha. Rồi John Lily ok. Rồi cái này mũi bò đen để bỏ. 45kg đổ lại. 45kg đổ lại. Bấm cho mấy anh mã số 0. Mã số 0 nha. 45kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 0. Quá đẹp. Johnny Lê trước rồi chị Hạnh ơi. Mã số 0 nha. Cái này mã số 0 nè. 45kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 0. Mã
số 0 nha, cái này mã số 0 nè. Nè, vanilla. Một cái áo cực kỳ dễ thương. 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 1. Cái mã số 1 này đẹp lắm nha mọi người. Này, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Mỹ răng có 35k, vâng. Có một cái váy đi chơi. Thôi, vân trang cái nãy treo cho nó xuống là bao nhiêu? Quá đẹp. Cái mà treo mã số 1 nè, là mã số 1. Ý là bà dẫn cho em like mà em thấy cái đẹp bằng liền. Không chốt em tức. Em ức dễ sợ. Nghĩ rằng cái áo đẹp ngất ngay đi mà không chốt. Thôi để mang đi. Để mang đi. Sử nữa. Rứa rồi kêu tha về cho hung. Một tùy ba ly cái mua mà em cũng mua. Rồi, mày nói có ai có địa chỉ không? Đưa ra, đọc đây. Cái mã số 1 này rất là đẹp luôn á. Địa chỉ Vũ Thị Ngự nè. Ngự có đây rồi. Đấy là nhìn có mỗi nhiều đơn nhá. Mấy con đơn. Rồi cái này big size nha. Cái này big size nè. Cái này big size. Big size có ai big size không em tặng nè. Cái này big size có ai big size không em tặng. Mới 100% luôn. Em tặng nha. Em tặng người nào big size. Nói lên cho em tặng. Big size. Big size nha, cái này big size này nói lên. Cái là 80 kg mà 80 đóng 5 kg. 80 kg. Nói người nào big size nói lên em tặng. Rồi, em làm đi nha. Cái này 55 kg đổ lại. Cái này 55 kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 37. Mã số 37 nha, 55 kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 37. Mã số 37 nha. Vải cực kỳ yêu luôn. Ở sao có cái hoa hồng này. Thấy chưa? Nè. Đinh Kim Anh lấy cái big size đúng không? Cái này Đinh Kim Anh bao nhiêu ký mà lấy cái big size làm chi? Cái này 45-50 ký nha. 45-50 ký. Mã cực kỳ dễ thương luôn nè. Bấm giùm em mã số 0. Rồi ai nữa? Mã số 0 nha. 45-50 ký. Bấm giùm em mã số 0. Thì chị mấy anh. Mã số 0 nha, cái này mã số 0 nè. Đinh Kim Anh bên cái số 0 này đẹp nè. 45-50 ký, bấm giùm em mã số 0. Rồi, ok. John Daly. Số 0 John Daly. Đây, cái này chuyện lấy giống nắp dữ rồi. 45-50 ký nè. Kim Anh Nguyễn nè. Kim Anh Nguyễn. Ấy là cái bill 45-50 ký nha. Mà anh sợ là không có đủ cái không. Mà giá này giá không đủ nữa. Sợ ghi quá đằng hú nữa. Mã số 10 nha. 45-50 ký nè. Bấm giùm em mã số 10. Ví dụ như hồi cháu 1 cái nữa kìa. Chốc đơn đây 1 tăng giùm em nha. 50 ký nè. Bấm giùm em mã số 10. Chốc đơn đây 1 tăng. Kim Anh 70 ký cao mấy bãi. Rồi tặng cho chị rồi đó. Mã số 10 nha. Cái này mã số 10. Đi tiếp. Rồi ok chị Minh nghe cháu cái có biết sai chị. Cái này mã số 10 nha. Cái thằng Nga đi mua đi khám mấy. Cái này 60 kg nha, 55 60 kg nè. Rồi chị Hạnh nghe ok này chị nè. Bấm giùm em mã số 11. Mã số 11 nha, mang rất là đẹp nè, thấy chưa? Áo ở trên là sọc, ở dưới là sọc ngang nè. Có mấy cái mũ nào đẹp chạy like đi, mũ mã đó. Số 11. Mũ nào mà like. Mã số 11 nha. Chưa mũ chưa về, vài bữa mũ về mới ngã ngủ la luôn, chị mũ cho mọi người. Cái này 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Mã số ghế 12 ghế nha. Ghế ghế. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha. Hồng Văn Trường, mã số 1 kìa. Số 1 là đâu? Ê, số 10 là chắc cái này. Cái này đúng không Hồng Văn Trường? 11 mới đúng. Em la tiếp là 12 mà. Đinh Kim Anh lái rồi. Rồi, Đinh Kim Anh. Kim Anh Nguyễn. Rồi, Kim Anh Nguyễn. Máy cho nó đẹp lắm. Rồi, cái này. Kim Anh Nguyễn nè. Nè, cái chi đó. Đinh Kim Anh nè. Đinh Kim Anh nè. Đinh Kim Anh cái 1m7 lái cái này mang nè. Cái này 55 12 là Kim Anh nha. Nguyễn trước rồi nghe chị Đào Lê với chị Hạnh. Mã số 13. Mã số 13 nha. Cái này mã số 13. Cái đầm đen là chị Văn Trương, đây là chốt sau của cái chị mã số 13 nha. Cái này nè 55-60 ký, bấm giùm em mã số 13. Chị Đinh Kim Anh nghe. Mã số 13 nha. Có một cái đầm cúp ngực mà không phải dạng cúp ngực mà có cái dây nữa, dây đeo nơi cổ này.
Đó, cái này hàng vi đây. Mà tàng mà không biết mọi người mang được không? Bấm giùm em mã số 1 em tàng. Ai lấy đó lấy tàng. Rồi, tàng này bấm mã số 1 nè. À, em bấm được không? À, được hả? Bỏ cái gì này, Đinh Kim Anh nè. Tạ Thị Mỹ Hạnh nè. Lấy cái đầm này bữa trước 100.000 nè. Rồi, Quỳnh Lê nè. Quỳnh Lê có bill không? Đâu có bill. Quỳnh Lê nô có bill, Quỳnh Lê nô nghe. Rồi, John Lily nè. John Lily đó được John Lily có được cái tặng đó. Có được cái rồi đó. Bủ Thị Ngự kìa. Rồi, Bủ Thị Ngự nè. Rồi, cái này nè, quá đẹp luôn. Hay là để chị mang đó. Thì để chị đem ngang nghe. Rồi. Ủa tự dưới tới cái gì đó hả? Tao đi công việc này nha. À và như thế em đi. Quỳnh Lê là bỏ chung với 45 nè. Cái này 45-50kg nha. 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 3. Bấm giùm em mã số 3 nha. 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 3. Bà anh Hình lấy cái đi mang nè. Mã số 3 nha, cái này mã số 3 nè. Ánh Tuyết Lê chị lấy đen mua đó. Đây, cái này là cái mạch si nha mọi người. Cái này là cái mạch si nè, Đinh Kim Anh. Đen sọc á, đen có đà sọc á. Đây, cái này là cái mạch si nha mọi người. Thúy Anh, này đúng không Thúy Anh? Có 35k quá rẻ. Đúng ok cho em Thúy Anh nè. Bấm cho em mã số 4. Mã số 4 nha, 55kg đổ lại. Bấm cho em mã số 4, số 3 Kim Anh Nguyễn lái kìa. Từ 52kg vừa không em. Mã số 4 nha, cái này mã số 4. Cái này mã số 4 này, mà si này. À vừa, vừa 35k mà không chấu thì thôi á. Nó có mũ tên giá có là. Cứ thấy mà, thấy là bục cho em. Rồi, Kim Anh Nguyễn. Cái rồi, này Kim Anh Nguyễn này. Bấm giùm em mã số 4. Mã số 4 nha. Ok, mã số Kim Anh Nguyễn. Quá đẹp luôn, 55kg đổ lại. Cứ bục vô cho em mới như thế nó. Đó mà không lái thì thôi. Đen hết cơ em. Có máu hút, máu hút được cái đèn dài. Cái này à tao biết rồi, cái đèn mà tao đòi lái về tao mang á để giờ em đi dài không xem lai được. Chiều anh cái Nam có ship thì ship nhà mẹ em nghe. Rồi ok anh biết rồi anh Huỳnh ơi. Rồi cái này 50kg đổ lại. Đen hết là không có nghe, đen hết là không có nghe Thúy Anh Nguyễn. Bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha, 50-55kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nha, 50-55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 8. Rồi cái này 50-55kg đổ lại. Hàng hiệu luôn nha mọi người. Mọi người ngó một người nè. Ờ, thấy chưa. 50-55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 nha. Cái này là mã số 9 nè. Mã số 9, cái này mã số 9 nha, 50-55kg. Bấm cho em mã số 9. Ok, Johnny mã số 9. Mấy chị ở tỉnh nhớ nhận hàng giùm em nha, mấy tin mấy chị nha. Cái này nè, 45-50kg nha, bấm cho em mã số 10. 45-50kg nha, bấm cho em mã số 10. Cái này là mã số 10 nha, 45-50kg nè. Bấm cho em mã số 10. Hàng hiện đang hòa, mọi người yên tâm. Cái này là cái maxi nè, maxi mà có mút ngực nữa nha. À, chị Tạ Thị Mỹ Hạnh nè, lấy cái này nè. Lấy không? 50kg. Có mút ngực đàng hoàng nha, maxi mút ngực nè. Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, mang ôm body đẹp lắm. Mã số 12 nha. Cái này mã số 12 nè, 50kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 12. Ngự đang vẫy tay chào bạn. Vẫy tay lại đi kìa. Vẫy tay đi. Thùng ơi. Bị đứa lao chưa? Bấm giùm em mã số 12 nha. Cái 12 này đẹp mong cháu. Mười hưa. Nút lửa đi. 55kg nè. 55-60kg. Bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha. 55-60kg nè. Bấm cho em mã số 13. Rồi, 12 của Hiền Lê. Lô nè, vô mình nè, thấy chưa? Hàng hiệu đàng hoàng luôn nha mọi người. Bấm cho em mã số 13 nè. Người nào mà 55-60kg chốt liền cho em. Trời ơi, cái áo hàng hiệu. Mã số 13. Hiền Lê, nhắn số điện thoại địa chỉ cho em với Hiền Lê ơi. Rồi, cái này 55kg. Bao nhỏ mua năm?
nó nhỏ rồi. À, chị Tà Thì Mỹ Hạnh mới rồi, không chốt cái này đựng tiếp. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 14. Không tiếp rồi. Bấm giùm em mã số 14 nha, 55kg đổ lại này, bấm giùm em mã số 14. Mã số 14 nha. Có điện thoại địa chỉ luôn á chị Hiền Lê. Rồi cái này 50-55kg. Dở ngoài đó, mấy cái nó đẹp mà không chốt hả? Điên dễ sợ đó. 14 đó rồi. Đấy hả? À. Ừ. Rồi ok chị Anh. Trời ơi quá đẹp luôn. Nguyễn Thúy Anh đây. Nè chị Anh đây Nam. Cái này 50-55kg nè, bấm giùm em mã số 15. Thúy Anh quá đẹp luôn á. Ừ. 50-55kg nha, bấm giùm em mã số 15. Ủa Thúy Anh hồi sáng chừng mấy cháu có một cái đó hả chị? Mã số 15 nha, cái mã số 15 nha. Hiền Lê địa chỉ luôn á chị Hiền Lê ơi, 01. Rồi cái này 45-50kg nha, 45-50kg. 45-50kg nè. Có mũ đằng sau nè, thấy chưa? Áo này mang mà đi buổi sáng mà đi thể dục cũng là được. Mang áo này với cái đôi đát nữa, quá đẹp luôn. Em đây, thấy chưa? Có túi nữa nè, thấy chưa? Mã 15 nữa mà không chốt rồi. Nghĩ ra rứa. Đấy. Ừ, nghĩ ra rứa. Ngồi, có nước nè, uống miếng nè. Nước chi? Chị nước trà kìa, đừng lên nước trà cho chị. Cái này nha. Nè, 45-50kg nè. Có mũ nè, thấy chưa? Dạ, dạ. Bánh cho bé mã số 18 quá. Dạ, 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 dạ. Mã số 18 nha, cái này mã dạ, dạ, số 18 nè. 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 18. Ký giấy rồi, mẹ con 3 ký rồi. Con nói điện hay là... Bà Trang điện nói cho mẹ. À, mẹ đi điện nói cho em biết. Nói cho biết mừng. Mã số 18 nha, cái này mã số 18. Mã số 18 nha. Rồi cái này 55kg đổ lại, một cái áo vun nha mọi người. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 20. Mã số 20 nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 20. Rồi, một cái áo nè. Áo dây nha. Áo dây nè, 45kg, bấm giùm em mã số 21. Mã số 21 nha mọi người, cái này là mã số 21 nè. Quá đẹp, 45kg nha. Mã số 21. Trời, cái áo này mà em bấm hết rồi. Cái này 50kg nha, size L này 50kg, bấm cho em mã số 22. Xóa tình của mình. Mã số 22 nha. Nhắn tin cho cô Quỳnh mình. Thấy không phải, thấy nha chị Đào Lê. Mã số 22, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 22. Sao chị Đào Lê ơi? Mặc áo vào đi nhìn bụng thái gớm mà. Mã số 20 nè. 20 đây. Rồi 20 đúng chị Minh. 2. Chứ sao qua 22 rồi mà chốt có 20 chị. Suy nghĩ rồi chị. Đinh tiền cũng được chị ơi. Đinh Kim Anh. Sao ai ưng đâu. Rồi cái này 55kg đổ lại nha, 55kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 23. Mã số 23 nha, cái này mã số 23 nè. Quá đẹp luôn. Bà chi đó, Mỹ Hạnh mới rồi, Tà Thị Mỹ Hạnh. Mấy cái này nó không chốt. Đấy. Mã số 23 nè, cái này mã số 23 nha. Rất là đẹp luôn nè. Mã số 23. Cái này mã số 23. Nghe chị Hằng ơi, sao? Có ý kiến gì? Cái này 55kg đổ lại. 55kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 24. Mã số 24 nha, cái này mã số 24. 23 đúng không? À ok Mỹ Hạnh. Mã số 24 nha. 23 bị thủng. Thủng cái gì đó trời. Thủng chỗ mô. Đù bà ở trong live mà bà thấy còn hơn tôi nữa. Thủng mô chạy có bị. Ui. Cái bị chị ơi, cái bị nghe chị. Ơi, cái áo của họ, áo hiệu đang ngon, cái bị thủng. Cái mặt này. Em dán hôn xuống mặt này.
con. Hai bốn là em không ăn không thôi á. Em ăn không? Không. Ông đi xuống kêu chị ăn chứ chưa ăn trưa chị ăn. Chưa ăn trưa đó chị ơi. Cái này này 50-55 kg nha, vải xô, vải giấy nha mọi người, rất là đẹp. Mã số 25. Bụng này. Mã số 25 nha, 55 kg đổ lại này, bấm giùm em mã số 25. Bỏ trong tủ lạnh lấy ra hả? Bỏ tủ lạnh. Bụng này. Mã số 25 nha. Lấy tiền trả đi nha nội. Có tiền nha. Lai mãi đi, lai mãi đi, lai đi. Đừng có dừng á, liên tiếp luôn á, đừng có dừng. Mã số 25 nè, thấy chưa? 55-60 kg thì ok, thì có cái dây nè, thấy chưa? À, quá đẹp luôn, thấy chưa? Cái đó là cái bị á vậy, bị nhầm á. Bà thì Mỹ Hành, chốt okay. Cái này cho em, mang vô cho em. Cái này vải cực kỳ ok luôn, nè. Mấy cái vải này nên mà lấy, nghe không? Mấy cái đẹp thì không lấy, lấy mấy cái gì không? Quá đẹp luôn. Cái này đẹp Mỹ Hạnh này, lấy đi Mỹ Hạnh. Ngọc kìa, ok kìa. Thấy? Bích ngọc. À, nói Mỹ Hạnh cái bích ngọc ok hả? Chưa có bill ra bên em không có. À, ok chị bích ngọc nè. Rồi, cái này nè. 55 kg đổ lại tạm. Rồi đi chị số điện thoại luôn á chị ơi, mấy chị chốt đơn đi 100k giùm em nha mấy chị. Em nói nghe nè, cái này nè. Em tạm. 25 là bích ngọc nha, bích ngọc điện thoại địa chỉ là bích ngọc ơi. Em tạm chốt đơn 100k mới xuống hàng nha. Em đố thằng con em đố. Bây giờ em đố lại. Em đố cái chi vậy? Anh Nam ghi mở ngoặc Văn Nguyễn đi Nam. Đầu dê, đầu dê. Không lấy để bỏ cho bức Văn Nguyễn. Ê, cái đầu dê đầu dê đuôi ốc à. Anh chưa nghe câu nữa. Cái đầu dê mình ốc à. Có cái chi à? Đầu dê mình ốc là cái con chi. Đầu dê mà mình ốc đuôi ốc à, hay là mình ốc mình chứ. Đầu dê mình ốc là con chi, em tặng cái váy này nè. Nói đúng đi, em tặng cái váy này. Nói đúng, tặng cái váy. Đầu dê mình ốc là con chi. Đầu dê mình ốc là con chi. Bích ngọc chiều em qua. Em tặng. Chiều qua hả? Em tặng. Nè, em nói nghe nè, cái áo này nè, sexy nha. Có chồng luôn. Sexy còn mặc, em tặng. Lôi mấy cái áo đẹp ra tặng. Từ từ, để vô coi thử. Đào dê mình ốc là con chi con ốc sen. Sai rồi nghe. Đào dê mình ốc là con ốc sen là sai nghe. Huỳnh Thủy kìa, con dốc kìa. Rồi đúng rồi, mà bà Huỳnh Thủy bà đâu có mua đồ hàng đâu. Rồi. Anh Huỳnh đón đúng con dốc mà ai con dốc mà em lái hả? Anh Huỳnh đi chơi được nè. Chị thích áo đen chị thích áo đen từ từ. Đầu dê mình ốc là con dốc hả? Con dốc là con chị? Đầu dê là chữ giờ á. Đầu chữ giờ á nè. Mình ô, ghế đi lên nha. Con dốc á. Em tưởng một con dốc. Tặng em cái áo đen chị à. Tặng em cái áo đen chị. Áo đen của chị mà đang chị áo đen chị cầm ở đây nè. Thôi em không mua mà em thích tàn dữ đó. Thấy những người mua được không được tàn mà còn em tự nhiên em mua em vô em tàn vô lý, cái đó là vô lý. Thấy chị chỉ là chi ăn cho những người mua hàng với chị thôi, còn những người mà không mua hàng thì thôi tội. Cái chi đó ai con dốc mà em không lái rồi đào lên con ốc sen rồi cái chi Julie đó. Julie là có hàng tặng đúng không? Bữa thì ngự để chị đi. Bà bữa thì ngự thì như cái giải là chị đi. Bà đoán có đúng không? Rồi giờ trừ nè, cái áo đen nè. Qua một bài rồi. Giờ trừ cái áo đen, chia sẻ đi nha. Phải bài phải chia sẻ nha. Giờ trừ là phải chia sẻ nè. Giờ trừ cái áo đen nè. Con gì đặt thì sống mà không đặt thì chết. Con gì đặt thì sống mà không đặt thì chết. Con gì con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Tặng cái này đúng không? Ừ. Còn cái này nữa mà, cái này hồi nãy chị đập cái nó là không người mua được hết trơn. Xe ra bên đi. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Con tim. Ra 1 2. Hai người đoán đúng nhưng mà không có mua hàng nên thành ra là cái này để qua bên. Con tim cái kìa. Này là Tạ Thị Mỹ Hạnh thế. Rồi thì Tạ Thị Mỹ Hạnh được tặng nha. Rồi, chị Tạ Thị Mỹ Hạnh được tặng nha.
phải là có mua hàng em mới tặng nha mọi người. Cái này là em truyền. Đi ăn cho những người mà bán đã mua hàng của em trên live. Bán cái chị cầm đi cho em đi, không cần tặng đâu. Thôi, ở Việt Nam nói là làm, tặng là tặng, tặng cho chị Mỹ Hạnh nè. Đã nói tặng rồi. Rồi, cái này tiếp tục nha, tiếp tục 5 phút sau em chơi tiếp. Phải là chốt hàng em chị Mỹ Hạnh, cái đầm ngủ còn mặt luôn á chị Mỹ Hạnh. Phải là mua hàng em mới tặng. Lâu lâu em chơi vài phút như trước nha mọi người, để mà thư giãn. Mọi người chia sẻ bài là một này, mua hàng là hai, sẽ có quà tặng hết chứ. Ừ, em nói thiệt. Bán áo đẹp thì cũng đúng, nhưng mà áo đẹp mình đây mình tặng nó sang nha. Cái này 45-50kg nha. Nè, 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, một cái maxi nè, maxi mà chỉ có 35. Đúng rồi, Huỳnh Thủy em mua hàng là sẽ có quà tặng nha. Em mua hàng là tặng chị, là em chốt được ông, là sẽ có nghe. Chị chi ân cho những người mà mua hàng chị từ đầu like đến giờ trừ nha. Chứ còn mà tự nhiên em vô em được cái tạp, còn họ mua hàng họ đúng không rồi, được cái tạp rồi. Là không công bằng, chị không công bằng, đúng không? Rồi cái này 45-50kg nè. Số 7 mua đó. Rồi chị Hạnh. Ok chị Hạnh nè. Rồi ok chị Vũ Thị Ngự, em thấy rồi đó chị. Nghe rồi chị Ngự. Cái này biết sai. Đây là mày ngủ của mình. Số 7 là cháu cho chị Mỹ Hạnh trước ra nghe chị Nguyễn Vạn phải tiếp cho mọi người. Cái này là maxi tiếp nè. Đó, 60 kg đổ lại nha. 60 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 nha, em hứa 10 phút sau nữa em tặng tiếp cho. Mã số 9 nha, chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em đi. Mã số 9 nè, cái này mã số 9. 60 kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 9. Đây. Ok chị Thúy Anh nè. Thúy Anh mãi con cái 1 rồi 5, 3 5 phải không? Cái này dạng Barbie doll nha. 55-60kg nè. Bấm giùm em mã số 10. Quá đẹp luôn nè. Thấy chưa? Mình chưa có địa chỉ điện thoại đi. Thấy chưa? Bấm giùm em mã số 10. 55-60kg nha. Bấm giùm em mã số 10. Mã số 10 nha mọi người. Cái này là mã số 10 nè. Quá đẹp dạng Barbie doll nha mọi người. Áo này xong cái có cái áo ở ngoài. Ok chị Ngự. Chị Vũ Thị Ngự nè năm nè. Cái này 60kg nha, 60kg nè. Áo này 60kg. Đó, mang cái quần đùi, quần sọt gì cũng được nè. Không mang quần cũng được luôn. Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, 60kg nè. Mang vào rất là dễ thương luôn á mọi người. Chỉ có 35k thôi. Tiếc gì 35k một tô bún giò. Có cái áo để mang. Giờ trời không cần, cái vài bữa cần lắm. Nè, thấy chưa, có túi nữa nè. Thấy không? Người nào 60, 55, 60kg mang là ok. Thấy chưa? Tiếc gì có 35k. Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha. 60 nè, 55, 60kg. Bấm giùm em mã số 12. Kệ nghèo nghèo cho tèo lên tỉnh đi. Rồi cái này 45-50kg nha. 45-50kg. Bấm giùm em mã số 15. Mã số 15 nha. Mã số 10 là mình cháu trai Thúy Anh đúng không? Ừ. Rồi cái này nè, một cái áo dây nha mọi người. Số 10 cháu cái áo dây nè, cái áo dây nè 45-50kg, quá đẹp luôn, còn mới nữa nè. 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 16. Mã số 16 nha, 45-50kg nè. Áo dây này mặc đi chơi, đi bơi, đi ngủ gì cũng đẹp trơn nè. Mã số 16. Nhắn miết rồi nè. Cái này 55kg đổ lại cái mã số 16 nữa mà không lái là em thấy hối hận á. Quá đẹp luôn. Số 9 và số 10 đều là của chị đúng không em? Dạ đúng rồi chị Thúy Anh ơi. Đây cái này 55-60kg nha. Bấm giùm em mã số 17. Mã số 17 nha. Cái này 55-60kg nè. Bấm giùm em mã số 17. Hiền Lê chưa có rồi. Hiền Lê có chưa? Thằng Lê thì có chứ chị Hiền thì chưa có. Rồi một cái áo nè. Áo đây Hiền Lê đây, Lê đây nè. Thấy quăng quăng. Đây, cái áo này dễ thương. Đây, áo nè. Mang cái quần sọt nha, đi chơi rất cực kỳ dễ. Chốt đơn đây 100 giùm em nha mấy chị. 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 30. Mã số 30 nha, 45-50kg nè, bấm giùm em mã số 30. Cái này em bảo đảm đẹp luôn. Bấm giùm em mã số 30. 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 30.
45-50kg nè, bấm giùm em mã số 40. 45-50kg nha, mới 100% nè. Bấm giùm em mã số 40, cực kỳ đẹp luôn. 30 thấy chưa? Bấm giùm em mã số 40. Là 30. Mã số 40 nha. Mình đang không có. Mình đang có. Mới. Mới lên. À, mới lên. Mới đổi đúng không? 55-60kg nha, bấm giùm em mã số 60. Mã số 60 nha, 55-60kg nè. Bấm giùm em mã số 60. Mã số 60 nha mọi người, cái này mã số 60. Thì chị đi gọi chị đi. 40 đây phải không thôi? Rồi 40 Bích Ngọc nè anh Năng. Bích Ngọc. Cái này nè, 45-50kg nha, bấm giùm em mã số 70. Bích Ngọc hồi nãy em thấy có mua hàng đâu. Mã số 70 nha, cái này mã số 70, ở dưới là Ron nè. Von con chim. Von con chim. Đang không thấy gì hết vậy. Ủa, thấy gì vậy vậy chị Tiểu Long nữ? Tiểu Long nữ trừ mới giờ lây nè. Cái này thì Tiểu Long. 45 kg nha, bấm giùm em mã số 70. Mã số 70 nha. Rồi, cái này 55 kg đổ lại nè. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 80. Mã số 80 nha, 55 kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 80. Mã số 80 nha, cái này mã số 80. Mã số 80 nè. Cái này là dạng Barbidol nha mọi người nè. À, rất là dễ thương. Mã số 80 nha, 55 kg, mã số 80. Hồng hoa giá là 3 cái 100 nha. Đầm 40 chia sẻ còn 3 cái 100 nha. Huỳnh Thì ơi, nhắn số điện thoại địa chỉ lại giùm cho em với. 80 nha Nguyễn Thúy Anh ơi, 80-28 đây. Đây rồi. 80. Rồi cái này nè. 45-50kg nha, 45-50kg, bấm giùm em mã số 3. Mã số 3 nha, 45-50kg, bấm giùm em mã số 3. Cái này là mã bấm số 3 80 nha Nguyễn Thúy Anh. Cái này là mã số 3. Cẩm Lệ Đà Nẵng đúng không? Huỳnh Thi là ở Đà Nẵng đúng không? Cẩm Lệ cái Đà Nẵng. Cái này 55kg nè, 55-60kg. 55-60kg nha, bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 nha, 55-60kg nè, bấm giùm em mã số 9. Cái số 9 này đẹp nè mọi người. Nè. Bấm giùm em mã số 9. 55-60kg nha, bấm giùm em mã số 9. Làm việc mà kêu là rảnh rỗi lại bà. Mã số 9 nha, cái này là mã số 9. Rồi ok, Bích Ngọc này mã số 9 nè. Bà rảnh làm cái thùng cho cái này nè, 55kg đổ lại. 55kg đổ lại nha. Có dây nịch nữa nha mọi người. Cái này quá rẻ luôn nè. Đầu cái dây nịch ha. Ồ, ngày hôm qua chị biết cái nến là cái chi đúng không à? Cà chi. Cái này nè, em qua mắt rồi. Đinh Kim Anh, mã 17, sọc xanh chị lái. Sao không thấy em bỏ vào cho chị vậy? Sọc xanh một rứt. Mã 17 á. Học đi hả? Sọc xanh ở đây. Sọc xanh đi hả chị? Hỏi thử. Sọc xanh này đúng không chị ơi? Em đang cầm này sọc trắng đen đúng không? Đúng không chị Kim Anh? 55kg đổ lại nha. Sao bấm giùm em mã số 8. Bấm giùm em mã số 8 nha, 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 8. Ráng mà chị ăn bị cái mẹt mà nó bị tiền. Mã số 8 nha, 55kg đổ lại nè. Bấm giùm em mã số 8. Cái vải bôn nha mọi người. Rồi Nguyễn Thúy Anh. Bôn. Từ từ nhưng mà để em coi thử không có bị gì không. Mã rồi, số 8 okay. Về Thúy Anh về. Rồi còn dây này luôn. Cái này big size nha mọi người. Big size nha. Cái này big size nè. 60kg đổ lại, bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha, 60kg đổ lại, bấm giùm em mã số 13. Có túi nha mọi người. Rồi ok, thấy rồi Hình Thì ơi. Nè, tìm ra rồi, tìm trong sổ ra rồi. Mã số 13 nha, cái này 60kg đổ lại, bấm giùm em mã số 13. Mã số 13 nha. Cái này của An Quỳnh Cha nè.
Đi anh. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 18. Bánh em là chị ăn trước chị ơi. Mã số 18 nha, 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 18. Cái áo em mới thả xuống là cái gì đó. Nó mới thả xuống là chỗ nó đèn. Cái đầm 60 kg mới thả xuống. 55 kg đổ lại, 55 kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 20. Mã số 20 nha, 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 20. Số 8 là không phải của Đào Lê đâu nghe. Số 8 nhìn tên đây máy chủ là Nguyễn Thứ Anh trước nha Đào Lê ơi. Mã số 20 nha, cái này là mã số 20 nè. Áo Nga đang cầm đó, Đinh Kim Anh. Đúng không? Cái em mới thả xuống á. Cái xanh đây hả? Áo Nga đang cầm á. Cái sập này hả? Sập này mà đang cái sập. Em lấy cái sập, sập xanh. Nè. Rồi, ok lại giùm em nha chị Đinh Kim Anh. Cái Đinh này Kim Anh, ok lại giùm em nha. Cái này 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 21. Ok lại giùm em nè. Áo hiệu đàng hoàng nha mọi người. Làm cho em một tràng tiếng Anh luôn mà em đọc tiếng Anh bắt công mọi người cười. Cái này nè, 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 21, có dây chung ở giữa nha. Nè, mã số 21. Mã số 21 nha mọi người. Đây, một cái mạc xi nè, 60 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 22. Nó đẹp nè. Mã số 22 nha, 60 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 22. Mã số 22 nha mọi người. Cái này đúng chưa? Đúng chưa Đinh Kim Anh ơi? Đúng, ok, bỏ bao nè. Rồi, cái áo này nè, bầu bì bông trang cũng được nha, 60 kg đổ lại. Bà chị đó, bà thì Mỹ Hạnh mới rồi, bà núp bóng mô rồi. Nãy trừ ra mà đi đâu rồi? Đây, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 23. Mã số 23 nha. Cái này nè, 60kg đổ lại, 60-65kg cũng ok. Bầu bì cũng bon trang được luôn. Bấm giùm em mã số 23. Mã số 23 nha. Cái này mã số 23 nè. Huỳnh Thi chốt thêm đây một 100k là mới xếp hàng Huỳnh Thi ơi. Huỳnh Thi làm u o Thùy không Thùy á? Thùy á, Thùy á, giống như hình Thùy á. Mã số 23 nha, cái mã số 23 này mới nè. Mình chốt 103 cái nè. Ừ. À, 3 cái 100. 3 cái nó xít nè, kia là 2 cái, 1 cái nó xít. Không phải trên, màu xanh trắng á em. Cái này nè. Màu xanh trắng á. 55kg đổ lại. Chứ không phải là màu. 55kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 24. Nè. Nó dễ thương nè. Mã số 24 nha, 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 24. Cái này bạn là đó, hỏi sao đó đúng không? Cái này đúng không chị? Đinh Kim Anh. Mạng bà đang yếu dễ sợ luôn. Ừ. Tao qua lâu lắc luôn rồi chị mới bấm chỗ này. Bấm giùm em mã số 24 nha. 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 24. Huyền Phan bước về ra lấy hàng. 40 đâu? 24 cho 40 một. Trần Thị Tiểu Long. Nãy gì đâu, cái đọc bóng đi. Con tim. Trần Thị Dung tim, con tim mua đó. Cái cầu đố mà tôi đố từ năm ngoái năm nay bà mới ra lại. Ôi trời ơi. Ê, bà nghĩ ra mà câu đố mà tôi đố từ năm ngoái năm nay mới trả lời. Ê, tôi like cũng phải 5 cái đồ rồi. Giờ mà, bà ngủ dài bà mớ à. Mạng Thị Dung là bên Mỹ gửi về. Bà ngủ dài bà mớ rồi đó. Cái này 45-50 kg còn mới luôn. Em thích đóng hàng trước mặt em đã đóng rồi đó. Con mua Đinh Kim Anh. Đang. Ý là em thích đóng hàng trước mặt em đó. Đây cái này 45-50 kg cực kỳ ok. Chị ơi bây giờ thấy là chị đang hỏi câu hỏi chị bà trả lời. Bà rảnh dễ sợ. Cái này 45-50 kg này cực kỳ dễ thương luôn. Bấm giùm em mã số 5. Trần Thị Tiểu Long. Mã số 5 nha, cái này mã số 5. Giờ trừ 24. Biết được cái mã 40 là cái bô là chết liền. 24 cái này đúng 24 không? Đúng không Trần Thị Tiểu Long? 55 kg đổ lại, quá là đẹp luôn. Đúng rồi đó. Bấm giùm em. Còn mới có 90%. Bấm ok đi. Còn cái này đúng thì bấm ok, đúng thì bấm ok Tiểu Long ơi. Cái này đẹp lắm, 50 kg đổ lại. Mới 90% nghe. Mình cứ he he thì bà có bào bà đẻ mắt bà đẻ câu rồi trừ bà mới đi thăm. Họ có bào chưa? 50 kg. Không. Bà đi John Julie nghe. Cái kiểu mà đưa à? Đưa đi đẻ mà họ đẻ ra rồi đã mới tới. Đố nữa đi, tôi trả lời, thôi bỏ đi. Bỏ thì Dung. Không rảnh. Bà rảnh dữ đó bà. Không rảnh Dung ơi. 55 kg đổ lại, ở dưới là ren nha, ở trên là thun.
Ren Thun nha, 55kg đổ lại cổ đổ nha mọi người. Tiểu Long ơi, số 5 là của John Lily trước rồi Tiểu Long nghe. Mã số 6 nha, 55kg đổ lại ở dưới là Ren nè. Ở Ren kia. Ở dưới là Ren, ở trên là ở dưới là Ren, ở trên là Á Thun cổ đổ nè. Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 6. Cái này à, cái này sọc xanh đây hả? Mã 5 không được nghe Thùy Dung. Rồi mã 6 có gì hành nè. Đúng không? Rồi, cái nó mấy chục ký đó. Mỹ Hạnh đã trở lại. Ê, cái nó mấy chục ký đó thôi. Mã số 5 không được nghe Thùy Dung. À Tiểu Long, mã số 5 là của chị John Lily nghe. 55kg, bấm giùm em mã số 2. Mã số 2 nha, 55kg nè, bấm giùm em mã số 2. Bôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Ờ. Bấm giùm em mã số 2. Hay là cái này nè, cái này nè. Không, cái chân vai phối xanh mà. Không, 50-55kg, bấm giùm em mã số 2. Tiểu Long nữ á. Mồ dưới nước luôn mà. Tiểu Long nữ. Cái này có đúng không Tiểu Long nữ? Ren nè. Lúc nãy em bấm số 4 á, số 2, số 4 á. Số 2 của chị Hạnh kìa, số 2 của chị Hạnh kìa. À, ok chị Hạnh nè. Alo. Đây, cái này. Đây. Qua đây em like em không mặc nha mấy chị, em không like vô người nghe. À. Thì rồi, cái này 60 kg nè, 60 kg đổ lại nha, bấm giùm em số 5 nha. Không anh. Rồi, cái này 60 kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 5, bào bì băng trang cũng được luôn, có dây cọc sau lưng nữa nè. Thường vậy. Đẹp lắm luôn nha. Bấm giùm em mã số 5 nha. Bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 nha, 60 kg đổ lại nè. Em nói là cái anh này anh bỏ sữa trong chỗ cà phê đây. 60 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 5 nha. Ờ rồi, mã số 5, mã số 5. Mã số 5, 60 kg đổ lại. Rồi, một cái maxi dài nè. Một cái maxi dài nha, bấm giùm em mã số 6. 50 55 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 6. Nó cho bạn mốt. 50 55 kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 6, maxi dài nè. Bấm giùm em mã số 6 nha, maxi dài nè. Bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha. Bộ thị ngự. Ok, bộ thị ngự nè, mã số 6 nè. Rồi, cái này là mã số 7 chị. Cái này giống như là cái gì quay đầu, cái này là cái gì? À, viên tạc nè chị. Rồi, bấm giùm em mã số 8. Bấm giùm em mã số 8, một màu xanh nhẹ rất là đẹp luôn. Bấm giùm em mã số 8 nha. Mã số 8, cái này là 50 kg đổ lại nha. 50 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 8. Mã số 8 nè, 50 kg đổ lại, bấm giùm em mã số 8. Rất là đẹp. Bấm giùm em mã số 8. Em bỏ ở đây rồi nghe, chồng mình nó biết cái đồ mua chưa ra. Bỏ qua bên cái đó. Bấm giùm em mã số 8 nha. Cái nguyên cái răng xanh là cái gì? Cái răng xanh nè. Bé Nga hôm nay chị có hai cái tệ nhé. Một cái. Bấm giùm em mã số 8 nha. Đúng rồi nha. Chị Hạnh ơi, mã số 8 là của chị Mỹ Hạnh luôn nè. Rồi, okay, đúng rồi đó chị Hạnh nha. Rồi, cái này nè, 50kg đổ lại luôn, bấm giùm em mã số 9. Bấm giùm em mã số 9. Mã số 9, 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 9. Rồi, biết chị Hạnh nghe, biết rồi nghe. Mã số 9 nha, 50kg đổ lại nè. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 9. Bấm giùm em mã số 9. 50kg đổ lại. 50kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 nha. Mã số 9, một cái màu xám rất là đẹp luôn nè, màu muối tiêu nè. Bấm giùm em mã số 9. Cái hai này vô màu đó hả? Rồi một cái đầm nè. Cái này đầm lưới nha, đầm lưới cái này ở ngoài nè. Cái này ở ngoài rất là đẹp luôn, dài nè. À, bấm cho em số 10 một bộ nha. Đi được cái này ở trong. Cái này ở trong nè, cái đó. Này, cái này ở trong nè, cái này ở ngoài nè. Bấm giùm em đây, số 10 một bộ nha. Bấm giùm em số 10. Số 10, số 10. Số 10. Chị Mỹ Hạnh nè, hôm bữa chị lái với họ nè, em mở bao ra chị Hạnh nè. Không có địa chỉ em mở bao ra lại nè. Cái này hôm bữa chị bấm với khách đây nè. Mã số 10, ok chị Hạnh nè. Rồi, ok chị Mỹ Hạnh. Rồi, bấm giùm em số 11. Đột lại em hơi cặp tính lộn kìa.
bấm giùm em số 11 nha. Rồi 50 kg đổ lại nè, số 11. 50 52 kg ok luôn. 55 kg cũng được đây nè, đằng sau rộng nè. 55 kg đổ lại nha, bấm giùm em số 11. Số 11 này. Ai có con gái mua cho con gái mang đẹp này, dễ thương nè. Bấm giùm em số 11 nè. Số 11 nha, 55 kg đổ lại, bấm giùm em số 11. Số 11 rất là dễ thương luôn nha. Bấm giùm em số 11. Rồi cái này rất đẹp luôn chị Hạnh ơi. Lấy cái này đi chị Hạnh, khỏi đọc số chị Hạnh nè. Mỹ Hạnh này, lấy cái này nè Mỹ Hạnh, vải cực kỳ đẹp luôn Mỹ Hạnh ơi. Số 11 anh Năm nè. John Lee. Không, bên này là ai trước em đọc trước chị ơi. Ai hiện trước là em đọc trước nghe chị. Rồi cái này bấm giùm em số 12 nè. Số 12, 60 cái đổ lại, bấm giùm em số 12. Vải rất là đẹp, vải nhún nha, rất là đẹp luôn, bấm giùm em số 12. Rồi ok, để cho chị Ngự nè. Để cho chị Vũ Thị Ngự nè. Rồi cái này 45 kg. 45 kg đổ lại nha, bấm giùm em số 13. 45 kg đổ lại, bấm giùm em số 13 nha, số 13. Số 13 nha. Cái này là số 13 nè, 45 kg đổ lại, bấm giùm em số 13. Số 13 nghe chị, 13, bấm số đúng số giùm em nha. Đúng số khỏi lộn hàng nha mấy chị, bấm giùm em số 13 nha, 45 kg đổ lại, bấm giùm em số 13 nè. Cái số 13 này rất là dễ thương luôn. Cái này đầm đi tiệc á mấy chị, bấm giùm em số 13 nè. Số 13 nha. Ok, Trần Thị Tiểu Long nè, Trần Thị Tiểu Long anh Năm nè. Trần Thị Tiểu Long bây giờ mới có đơn nè. Có chưa? Chừng mới có à. Rồi cái này nè, 50 kg đổ lại, bấm giùm em số 14 nha. Bấm giùm em số 14 đây, ngắn tay đây nè. Trần Thị Tiểu Long điện thoại địa chỉ luôn, Trần Thị Tiểu Long ơi. Ngắn tay nè, bấm giùm em số 14 nè. Mấy chị ở tỉnh đặt hàng nhớ nhận hàng giùm em nha mấy chị. Bấm giùm em số 14 nha. Bấm giùm em số 14. Chị Trần Thị Tiểu Long ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Bấm giùm em số 14. Số 14, số 14 nha. Đây. À, dễ thương chưa? Quen vậy quên rồi. 50 kg đổ lại, bấm giùm em số 14 nè. Nhiều quá rồi, cái chị em muốn mua đồ luôn. 14, đồ 14. Đồ nhà, đồ. Số 14 nha. Đẹp dễ thương này. 14 nè. Thương thị. Cái gì không bán đi mà. Trời ơi, cái này quá đẹp luôn. Nè, bấm giùm em số 15. 13 này là Nhung Phong, Nguyên Phong trước mà. Cái gì? Số 13 này. Đó. Nhung Hoàng trước này. Nhung Hoàng rồi mới lấy Trần Tiểu Long. Bấm giùm em số 15 nè. Cái này bấm giùm em số 15 nha. Số 15. Bấm giùm em số 15. Số 15 nha. Số 15 nè. Trần Thị Tiểu Long cho số điện thoại tìm. Địa chỉ luôn á Tiểu Long ơi. Bấm giùm em số 15 nha. Cái này 50-55 kg đổ lại nè. Bấm giùm em số 15. Cái này rất là đẹp luôn á mấy chị. Tiểu Long luôn với lại là mua 3 cái để ship luôn nha. Bấm giùm em số 15 nha. Cái này là số 15 nè. Có dây nha. Quảng Nam. Rồi bấm giùm em số 15. Số 15. Số 15 nè. Rồi cái này 55-60kg đổ lại nè. 55-60kg đổ lại nha. Bấm giùm em số 16. Còn khách hết. Bấm giùm em số 16 nha. 55-60kg đổ lại, bấm giùm em số 16. Ok. Số 16 nha, số 16. Số 16 nha. Đây, bấm giùm em số 16 nè. Số 16. 55-60kg đổ lại, bấm giùm em số 16. Rồi, cái này bấm giùm em số 16 17. Là đào lê nè, ok nè. Số 17 nè, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 17. Số 17 nha. 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại. Bấm giùm em số 17. Đây, bấm giùm em số 17 nha. Số 17. 50 kg đổ lại nè, bấm giùm em số 17. Rồi, cái này mới nè, mới 100% đào lê. Đào lê bên em có đâu không nè? Đào lê. Chưa. Đào lê trước rồi nghe Đinh Kim Anh. Đi đào lê đi, em biết rồi, đào lê gửi qua bên chỗ trường Ức Trí đó. Rồi cái này big size, bấm giùm em số 18. Cái này big size nha, 65-70kg vô tư.
75kg cũng vô tư luôn. Cái này big size nha. Big size này, bấm giùm em số 18 big size này. Số 18 big size nha. Bao nhiêu ký cũng được hết. Big size, bấm giùm em số 18. Trần Thị Tiểu Long. Ok, Trần Thị Tiểu Long số 18 này big size đó nghe chị. Rồi cái này bấm giùm em số 19. Rồi 50kg nha. 50kg đổ lại này, bấm giùm em số 19. Đây, bấm giùm em số 19 nha. Bấm giùm em số 19. Số 19, số 19. Bấm giùm em số 19 nha, 50kg đổ lại này, bấm giùm em số 19. Bấm giùm em số 19 nha. Số 19. Rồi, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 20. Bấm giùm em số 20 nha. Bấm giùm em số 20 nè. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 20. Số 20 nha. Bấm giùm em số 20. Bấm giùm em số 20. Rồi, biết rồi Tiểu Long ơi. Rồi, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 21. Số 21 cái đầm rất là sang luôn, sẽ tà luôn này. Bấm giùm em số 21 nha. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 21. Số 21. Rồi 20 là ok Tiểu Long nè. Rồi cái này là số 21 nha chị, chốt 20 cho chị rồi nha. Cái này là số 21 nha. Số 21, số 21. Cái này 50kg đổ lại nè, bấm giùm em số 21 nha, rất là đẹp luôn. Bấm giùm em số 21. Số 21 nha. Bấm giùm em số 21 nè. Số 21. Cái này áo khoác nha chị, áo khoác. Áo khoác còn mấy cái á. Rồi cái này bấm giùm em số 22. Cái này số 22 nha, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 22. 50kg đổ lại này, bấm giùm em số 22. 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 22 nè. Số 22. 50kg đổ lại. Số 22. Số 22. Ok, 22 cho Tiểu Long nè. Rồi, cái này số 23 nè. Cái này số 23 nha. Ok Tiểu Long ơi, đúng 3 cái rồi em. Cái này số 23. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 23. Tiểu Long này lanh tay lẹ mắt nè. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em số 23. Số 23 nha. Em đá, bận chặt, không bận. Em lấy áo chị bận, bao nhiêu á? Ở ngoài nó còn cái em năm thì lấy đây em lai thử máy. Rồi cái này số 24, 50kg luôn. Này, sao mày khó? Số 24 nha, ok chị Tám Nguyễn nè, số 23 nè. Số 23 đi cho chị Tám Nguyễn. Rồi, Tám Nguyễn. Rồi số 24 nè, 50kg đổ lại, bấm giùm em, số 24. 50kg đổ lại nha, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 24. 50kg đổ lại, số 24. Số 24 nha, 24, 23 chốt cho chị Tám Nguyễn rồi nha. Bấm giùm em số 24. Bấm giùm em số 24. 24 nha, 24, bấm giùm em số 24. Chị, còn cái áo này chị lái không nè? Màu vàng. Còn cái đây màu vàng chị lái không nè? Nè, còn cái đây màu vàng này giống như áo em nè. Chị lái không? Đây, chị lái không? Rồi, cái này bấm giùm em số 25. Số 25 nha, vải von. Vải von chị. Cái này bấm giùm em số 25. 50kg đổ lại chị Tám Nguyễn đó. Số 25 nha. Bấm giùm em số 25. Vải von được không chị? Bấm giùm em số 25. Màu đen bao nhiêu? 55 về không?
Vừa chị, 55kg ok này chị. Chị Đặng ơi, Đặng Bùi ơi, cái này 55kg ok chị này, chị lái không chị này? 25 này, Trần Thị Tiểu Long này, ok Trần Thị Tiểu Long 25 này. À, Tiểu Long 4 cái. Chị Phương Đào nói lấy 2 cái luôn là lấy cái chi? Chị lấy cái nào với cái nào em chị Phương Đào? Áo chị bằng bao nhiêu á? À, lấy luôn 2 cái à, cái đỏ với cái nớ luôn hả? À. 2 cái 100. Chị. Vừa nè chị ơi, chị Phương Bùi ơi. 55kg ok luôn, chị lái không chị? Chị lái không chị ơi? 24. Lái 24 và ok Đặng Bùi nè. Đặng Bùi ok, cái này giùm em nghe Đặng Bùi 55kg ok nghe chị Đặng Bùi nha. Đặng Bùi ok nè. Đặng Bùi em ok cái màu đen này nha. Ok chị nè, Đặng Bùi nè, cho xin số điện thoại địa chỉ luôn. Chị Trần chị Đặng Bùi hỏi rồi, Phương Đào ok là đang đợi. Đâu, Phương Đào lấy 2 cái ly nè, lấy 2 cái áo khoác này nè. À. Em kêu 2 cái 100 lấy là tiền. À. Rồi. Cái này nha, 45kg. Ồ, con này đẹp quá. Rồi, cái này nè, 45kg, vải rất là đẹp luôn. Cho em xin địa chỉ luôn đi chị. Rồi cái này 45kg nè, bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 nha, 45kg, bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 45kg. Đặng Bùi ơi, có địa chỉ luôn Đặng Bùi ơi. 45kg. Với ship 3 cái là mình số mới gửi hàng em nghe. Nó có một cái cho mấy. Bấm giùm em mã số 5, mã số 5. Ok chị Đào Lê. Số 5 là Đào Lê nè. Rồi 50kg nè, bấm giùm em mã số 6. Bấm giùm em mã số 6, 50kg nha. 50kg bấm giùm em mã số 6. 50kg bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha. Số 6. 45. Số 5 là Đào Lê trước rồi nghe em Tiểu Long. À 50kg bấm giùm em mã số 6 nè, 50kg đổ lại bấm giùm em mã số 6. Rồi Phương Đào ok, để cho em nè, để cho em 2 cái áo sơ mi nó 100k nha. Cái này còn mặc luôn nè chị. Còn mặc luôn. Đặng Bùi có địa chỉ, có điện thoại rồi, mà ship lên 3 cái là số mới ship hàng ha. Đào Thiện Hiệp chứ đây. Rồi. Rồi ship cái này cái nha. 50kg nha, còn mặc luôn, 50kg bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, 50kg bấm giùm em mã số 7. 50kg nha, 50kg bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 còn mặc luôn nè. Bấm giùm em mã số 7, 50kg bấm giùm em mã số 7. Rồi, bấm giùm em mã số 8. 45kg bấm giùm em mã số 8. Sớ lên cái sọc ngang đen xem thử. Con đang hỏi làm cái này. Phương Đào, à, địa chỉ luôn Phương Đào ơi. Rồi 45kg nè, bấm giùm em mã số 9. 45kg bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 45kg nha, 45 46kg nè, bấm giùm em mã số 9. 45 46kg bấm giùm em mã số 9. Mã số 9 nha, 45 46kg nè. 45 46kg bấm giùm em mã số 9. Ok chị Đào Lê mã số 9. Rồi 45kg bấm giùm em mã số 10. Số 9 là Đào Lê trước rồi nghe mọi người. Mã số 10 nha, mã số 10. Mã số 10 45kg bấm giùm em mã số 10. Mã số 10 45kg. 45kg nha, bấm giùm em mã số 10. À, được áo sơ mi. Mã số 10 45kg. Anh chốt sao áo sơ mi được áo sơ mi vậy? Áo này nè. Mang đi. Số 10 Trần Thị Tiểu Long ok em nè. Số 10 mua rồi. Số 10 cho Trần Thị Tiểu Long nè.
Rồi cái này Tiểu Long đi khách hàng mới mà mua 50, hàng được chứ 55kg bấm giùm em mã số 11. 50-55kg nha, 50-55kg bấm giùm em mã số 11. 50-55kg này bấm giùm em mã số 11. Gửi hàng cho em sớm anh nhé. Chiều nay đó, gửi luôn chị. Gửi luôn em. Chiều nay gửi luôn. Bấm giùm em số 11 nha. Chiều nay gửi là mai bấm giùm em số 11. 50kg đổ lại bấm giùm em số 11. Phương Đào ơi, có điện thoại chưa có địa chỉ, em cho luôn cái địa chỉ để ship hàng cho em luôn nha. Rồi cái này 55-60kg. 55-60kg đằng sau này. 55-60kg bấm giùm em mã số 12. Bấm giùm em mã số 12 nha, mã số 12 này. 55-60kg bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha. Ờ ok, cảm ơn em. Mã số 12. Mã số 12 nha, 55-60kg này, bấm giùm em mã số 12. Bấm giùm em mã số 12 nha. Người sao lưng mệt lắm. Sao lưng nó đưa rồi. Bấm giùm em mã số 12 nha. 55-60kg bao nhiêu ký mà cũng được nha. 55-60kg nè. Ship hóc môn hả? 30k chị. Em chịu 30k nghe, còn ngoài ra là shop chịu phần còn lại nghe. Rồi cái này còn mặt luôn nè, mà cái mặt rất rồi còn cái dai. Cái này 45kg, 45-47kg, à 50kg được đó. Rồi 50kg bấm giùm em số 1. 50kg nha, bấm giùm em mã số 1. 50kg bấm giùm em mã số 1 nha. Mã số 1, cái mã số 1 này còn mặt luôn á mấy chị. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Bấm giùm em mã số 1 nha. Mã số 1. Bấm giùm em mã số 1. Mã số 1. 50kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 1 nha. Cái này rất là đẹp luôn nè. Còn mặt luôn á, mới 100% luôn nha. Bấm giùm em. À cháu bấm mã số 1 nghe Đào Lê, nếu như cháu bấm mã số 1 nghe. Mã số 1. Rồi, 55kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 2. 55kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 2, tay ngắn nè. Rất là đẹp luôn. 55kg đổ lại nha. Bấm giùm em mã số 2. Mã số 2 rất là đẹp luôn. Bấm giùm em còn cả 6 cái em. Cái này là mã số 2 nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 2 nè. Rồi ok 2. John Lily. Ok John. Tiểu Long nghe, em có tầm khoảng cả 6 cái nghe. Rồi cái này cổ đổ nè. Rồi bấm giùm em mã số 3. Mã số 3 nha. 50kg đổ lại nè. 50kg đổ lại, bấm giùm em mã số 3. Mã số 3, 50kg đổ lại nha, cổ đổ nè. Thấy chưa? Đó, bấm giùm em mã số 3. 50kg đổ lại. Đào Lê cho địa chỉ 5 kìa. À, Phan Chu Trinh. Trường Phan Chu Trinh luôn đó. Chỗ trường 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 Đức Tý luôn đó. Mà ghi số điện thoại của chị. 324 đúng rồi. Rồi, bấm giùm em mã số 3 nha. 50kg đổ lại nè, bấm giùm em mã số 3 nè, cái này đẹp lắm luôn nè, vải cực mát luôn. Rất là giá. Rồi, em cứ xem thoải mái, em cứ xem về chia sẻ bài giùm giúp giùm nghe Tiểu Long. Rồi, một cái màu xanh. Một cái màu xanh nè. Rất là đẹp luôn. 50kg đổ lại bấm giùm em mã số 4. Chia sẻ bài giùm với Tiểu Long ơi. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 4. Vải rất là đẹp, bấm giùm em mã số 4. Mã số 4 nha, mã số 4. 50kg đổ lại nha, 50kg đổ lại bấm giùm em mã số 4, mã số 4. Mã số 4. Rồi cái này nè, bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 xì tinh nè, bấm giùm em mã số 5. Mã số 5 nha. Bao nhiêu ký mang cũng được, bấm giùm em mã số 5 có cái mũ nữa nè. Bấm giùm em mã số 5. Bấm giùm em mã số 5 nha. Mã số 5. 50 55 ký diễn được hết, bấm giùm em mã số 5. Mã số 5. Rồi số 5 là đặng Bùi, ok đặng Bùi nè. Số 5 nè. Số 4 nè. Số 4 là Tiểu Long nè, ok em nè. Ok Tiểu Long cái màu xanh nha Tiểu Long. Còn đặng Bùi là số 5. Tiểu Long là số 4. Đặng Bùi hồi nãy có bill nè. Đó, có. Rồi cái này bấm giùm em số 6 nha, 45kg đổ lại nè, bấm giùm em số 6 nè. Rồi đặng Bùi được 2 chiếc lá. Bấm giùm em số 6 nha. Bấm giùm em số 6. 45kg đổ lại nha, bấm giùm em số 6, 45kg đổ lại. 45kg đổ lại này, bấm giùm em mã số 6. Bấm giùm em mã số 6.
Ngọc Long. Rồi bấm giùm em mã số 7. Ở đó mà kìa. 50 ký đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, 50 ký đổ lại nè, bấm giùm em mã số 7. 50 ký đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, 50 ký đổ lại nè, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, 50 ký đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Cảm ơn bạn nha. Tặng à. Rồi, cái này em tặng này, ai bấm mã số 0 em tặng này. Bao nhiêu ký? Đọc luôn nữa. Rồi, cái này 50 ký đổ lại nha. 50 ký đổ lại nè, bấm mã số 0 em tặng cái này nè. Bấm xa xa đây, cái 0 gần quá. Cái này ai thích là về cắt ngắn tay lên mang đi lắm nè. Không thích là về cắt ngắn tay lên nha. Bấm giùm em mã số 0. Bấm giùm em mã số 0 em tặng nè. 50 ký đổ lại nha. Rồi, Đặng Bùi. Rồi, ok Đặng Bùi. Rồi, ok Tiểu Long nghe, hôm nào like quần dài tặng à, báo em với. Hỏi bệnh gì bác sĩ bó tay. Đúng rồi. Có đố á. Rồi. Đố mọi người. Bệnh gì bác không? Sĩ bó tay tặng ai, cái đầm. Ai trả lời đúng nha. Bệnh gì mà bác sĩ bó tay là được tặng cái đầm này nè. Đó, một cái đầm ngủ nha. Đầm ngủ này về mang đẻ ráng chịu nghe chưa. Bệnh gì bác sĩ bó tay lấy em cái quần chị Thoa cần cần ô kẹo ý là cái chị thấy lấy cái em cần... không lấy em gái chị Thoa cầm ô kẹo ý à gần cái loa kẹo hả à. À, gần cái loa kẹo kéo á à chị Kim có mấy cái cầm rất là tinh tạc Thủy Minh Thủy Minh không có đây đúng không à. Thủy Minh Thủy Minh rồi Hà Phạm cũng không cho địa chỉ bữa nay mới xé bao của Hà Phạm ra đây chị Kim lấy không. Cái xanh, cái xanh gần cái lò kéo á. Cái mà xách cái lady á. À, cái áo, cái áo mà răng bà Thái Tài đó, đâu có qua được cái loa mà răng Thái Tài. Tặng cho bà Trần Thị Tiểu Long này. Mà nói cái chị. Rồi, ok Tiểu Long nghe. Bạn gì bác sĩ bó tay gãy ra đau răng. Nè, bà chị Kim lấy cái này không nè. Chị Kim vinh tặng nè, chị Thoa đưa này. Gãy tay là bác sĩ bó tay thôi, đúng rồi gì nữa. Rồi ok Tiểu Long nghe. Bữa nay Hà Phạm có gói xé bao rồi tìm mãi chẳng ra địa chỉ xé bao rồi Hà Phạm ơi. Rồi chị Kim nè, chị Thoa đưa nè, lái không nè. Tiểu Long là rồng con nè. Rồng con có một cái đặng rồi nghe. Rồi cái này nè, 55-60 kg có hai cái túi nè. 55-60 kg. Khánh Truyền để em cái đó. Khánh Truyền. Rồi để cho Khánh Truyền đi. Ừ, ok Khánh Truyền. Khánh Truyền có đây nè, có mấy chồng. Có bao Khánh Truyền em đi mua rồi được đây. Rồi. Giờ cái đỏ, giờ em xem lại Khánh Truyền ạ. Cái đó được Khánh Tiền coi bao nhiêu ký luôn, rất là sang luôn á Khánh Tiền. Ừ. Rất là sang luôn, sang chảnh luôn á. Dưới là xếp ly nghe, dưới xòe xếp ly nghe nè. Đó thích bóp eo nhỏ vô là nhỏ, mà thích rộng là rộng, thấy chưa? Thích eo nhỏ là eo nhỏ nè, eo rộng là rộng nè, thấy chưa? Ok nhanh còn kịp. Rồi cái này nè, 55-60 kg nè. 55-60 kg. Ok nè. 55-60 kg, bấm giùm em số 1 nha. Số 1 nè, 55-60 kg nè. Có cái áo mỏng mỏng dính luôn, dính vô người luôn, cần mặc luôn. Bấm giùm em số 1. Số 1 nha, bấm giùm em số 1 nè, 55-60 kg. 55-60 kg, bấm giùm em số 1. Rồi, 55 kg đổ lại, bấm giùm em số 2. 55 kg đổ lại, bấm giùm em số 2. Khánh Kim Truyền lái rồi chị Khánh ơi. Khánh Truyền trước là chị Khánh Truyền lái ơi. Rồi. Bấm giùm em số 2. Bấm giùm em số 2 nha. 55 ký đổ lại nè, bấm giùm em số 2 nè. Số 2 nha, 55 ký đổ lại, bấm giùm em số 2. Số 2, 55 ký đổ lại. Rồi cái này. 50 ký nè. 50 ký bấm giùm em số 3. 50 ký bấm giùm em số 3 nha. Số 3 50 ký.
50kg nè, bấm giùm em số 3. Số 3 nha, màu muối tiêu rất là đẹp luôn. Màu xám á. Bấm giùm em số 3 nha. Số 3 nè, 50kg số 3 nè. Rồi một cái maxi dài. Rồi cái này 50kg đổ lại, bấm giùm em số 4. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em số 4. 50kg đổ lại nè, bấm giùm em số 4. Số 3 là ok Thanh Huyền nghe. Rồi cái này số 4 nè. Số 4 nha. Bấm giùm em số 4. Đây, bấm giùm em số 4 nha. Rất là đẹp luôn. Bấm giùm em số 4, ở ngoài màu đẹp lắm nha. Ở ngoài màu đẹp lắm nha mấy chị. Bấm giùm em số 4. Thanh Huyền có đâu như Nga? Thanh Huyền ghi bao đi, Thanh Huyền Đức Trí á. Chị Thanh Huyền với chị Đào Lê cho vô chỗ. Rồi bấm giùm em số 5. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 5. 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại nè, bấm giùm em số 5. Số 5. 50kg đổ lại, bấm giùm em số 5. Bỏ vào Đào Lê, ok ok Thanh Huyền. Số 5, số 5. Rồi 45kg đổ lại số 6 nè. Số 6, 45kg đổ lại nha. 45kg đổ lại, bấm giùm em số 6. Số 6. Ủa chị cảm thấy không chim chim thì chị like rồi mà ta. Chị kêu không chim 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 rồi. Bấm giùm em số 6 nha. Số 6 nè, 45kg đổ lại, bấm giùm em số 6. Rồi bấm giùm em số 7, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 7. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em số 7. Tay dơi nè. Bấm giùm em số 7. Tay dơi nha, bấm giùm em số 7 nè, 50kg đổ lại, bấm giùm em số 7. Số 7 nha, số 7. À, chừng lá cái áo tím nó đỏ. Cái này đầm đầm giá nè. Bao nhiêu? Cái này bao nhiêu thôi? Thôi, cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Rồi, bấm giùm em số 8. 50. Chắc mua cho mẹ cái áo mặc đi. Mà già không mang đâu. Dạ, mà già chung chứ còn đứa nào không mang đâu. Anh cái giỏ. Thanh Truyền. Thanh Truyền mua cái đầm đỏ nó cho mẹ hay là cho Thanh Truyền đứa? Thanh Truyền. Không là mang. Mua cho mẹ Thanh Truyền, chắc mẹ Thanh Truyền không mang được cái đó đâu. Bấm giùm em số 7 nè. Số 7 nha. Số 7, số 7. Để lại Kim Anh Nguyễn á. Không, ở trên có chị. Không, Kim Anh Nguyễn á. Chị lấy đỏ đó nè. Ừ, nữa. Ở đây nữa, ở đây nữa. Ồ, cái áo cánh bụng dễ thương chưa? Này, ý là mẹ chị không mang cái đó đâu, mẹ chị thích dài, không thích ngắn. Hôm trước xuống đây thử là... Thủ nè. Rồi bấm giùm em số 10 nha. Cái này rất là giá luôn, số 10. Rất là mới luôn á. Rồi rồi Khánh Truyền cứ để cho em nha. Bấm giùm em số 10. Lấy cho chị con cho đổi luôn nha. 50 kg đổ lại, bấm giùm em số 10. Bấm giùm em số 10 nha. Số 10 nè, 50 kg đổ lại số 10 nha. Rất là đẹp, cái số 10 này rất là đẹp luôn á. Bấm giùm em số 10. Ừ. Đẹp lắm. Có mũ nữa, có hai cái túi nữa. Bấm giùm em số 10. Khánh Truyền ơi, trên live cũng có người chốt cái đỏ, em cũng chốt. Số 10 nha. Đổ em nghe, nếu em lái là em lái luôn nha. Số 10. Rồi ok không, chị không, Hồng để Nguyễn khác. Chị Hồng Nguyễn á, số 10 đẹp á chị Hồng. Rồi cái này 45kg, bấm giùm em số 11. Số 11, 45kg nè. 45kg, bấm giùm em số 11. Hồng Nguyễn nó có đâu giờ. Bấm giùm em số 11 nha. Số 11 nè. Số 11, bấm giùm em số 11 nha. Số 11 nè, 45kg. 45kg, bấm giùm em số 11. Số 11. Quần này, quần yếm nè. Quần yếm 60-65kg quần yếm nè. 60-65kg nha, quần yếm nè, có yếm nè. 60-65kg nha, ai lấy bấm giùm em số 1. Ai lấy bấm giùm em số 1 nè. 60-65kg. Rồi ok Khánh Truyền, rồi được rồi. Bấm giùm em số 1 nha, số 1 60-65kg quần ống rộng nè. Hồng Nguyễn có điện thoại địa chỉ chưa? Hồng
Hồng Nguyễn Hồng Nguyễn có gửi hàng rồi. Rồi cái này nè. Rồi 45 kg, bấm giùm em số 2. Số 2 nha, 45 kg. 45 kg, bấm giùm em số 2. Số 2 nha, 45 kg. 45 kg nè, bấm giùm em số 2. Bấm giùm em số 2, 45 kg. 45 kg, bấm giùm em số 2 nha. Số 2 nè, 45 kg. 45 kg, bấm giùm em số 2. Số 2 nha. Cái này bao nhiêu? Này không mặc đi được thì bà da ma à, ok em rồi được rồi. Cái này 60-65 kg luôn, bấm giùm em số 3. Rồi số 2 của chị Thanh Huyền nè, Thanh Huyền Đức Tý nè, đi Thanh Huyền đi sát bay chị Đức Tý luôn cho chị nhớ. Rồi bấm giùm em số 3 nè, 60-65 kg nha. 60-65 kg, bấm giùm em số 3, vải đẹp lắm chị Thanh Huyền. Ok chị Hồng, bấm giùm em số 3 nha, số 3 nè, 60-65 kg, bấm giùm em số 3. Số 3. Rồi, ủa cái này đẹp nè, cái này vải quá đẹp luôn. Rồi 45 kg nè, bấm giùm em số 4. Bấm giùm em số 4 nha, 45 kg. 45 kg nè, bấm giùm em số 4. Số 4. Bấm giùm em số 4 nha, 45 kg đổ lại nè, bấm giùm em số 4, vải rất là đẹp luôn. Rồi, số 4 là Thùy Minh, Thủy Minh đi đây. Ok chị, Thùy Minh hồi nãy đó. Thùy Minh hồi nãy á, hồi nãy còn cái nữa á. Một cái một đúng không ạ? Một cái. Thùy Minh nghe ở Đà Nẵng. Rồi, nè. 50 kg này. Đố đi tặng cái này nè. Từ từ like luôn cái này đó. Cái này là 50 kg nha, cái này rất là đẹp luôn nè. 50 kg nè, bấm giùm em số 5. 50 kg nha, bấm giùm em số 5. 50 kg, bấm giùm em mã số 5 nha, mã số 5. Xem đi má. Nghĩ ra cái áo nó có 20k rồi á. Số 5, ok chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng tự thấy tôi bữa sau ra tôi không bán. Cái này dụ đi đây. Cái dụ đi đây. Đố đi. Cái gì của mình mà mình không sử dụng được? Cái gì của mình mà mình không sử dụng được? Ai đoán chúng tặng một cái đầm đây nè, một cái đầm dài nè. Cái gì của mình mà mình không sử dụng được? Còn người khác thì người khác sử dụng. Còn người khác sử dụng thôi. Cái gì của mình mà mình không sử dụng được? Ai đoán chúng được tặng một cái đầm dài. Một cái đầm dài này đi tiệc được đó nha mọi người. Đồ của chị không? Tên chi chị? Kim Anh. À chị Kim Anh đó hả? Đưa đồ cho chị Kim Anh đi ha. Hồi nãy cái áo màu xanh nằm một chỗ này nè. Đây Đinh Kim Anh. Em tìm mãi nào có xuống. Đây là chị Đinh Kim Anh. Anh Nam, hãy số 5 đây hả? Số 5 mở bao chưa? Số 5 rồi. Tùy mình mới ra chặt luôn. Ba cái 200 đó chị ơi. À quen cái mấy chục. À đúng rồi, 3 cái 100 đúng rồi. Hạnh viên. Cái dấu kia đứa hạnh viên. À, nó cái chi tầm bạc đó là nó bắt bại bà. Cái mẫu trang, cái chị đó trời. Cái khẩu trang. Chị cha. Mày, cô dần đổ đồ chị thấy học ai chị tạm lấy hành động hả? Đó, em bàn giao lại đó, em đi lượm đồ cho chị đi bánh đó. Cái gì? Cái gì? Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ cho nhiều người vô đón đúng đi mọi người. Số điện thoại bà rảnh quá. Mình sử dụng mình lấy mình gọi đi mà. Cái đó là mình đã sử dụng đúng không? Cái gì mà mình của mình mà mình không dùng được hả? Không sử dụng được hay dùng. Cái gì của mình mà mọi người dùng? Qua là cái áo vun nãy mà cái khối xanh xanh đó. Cú xanh này sọc mà em cây 60 kg á. Sao? Cái đầm này em lại khó quá vậy? Cái đầm này quá khó quá hả? Sao? Lai nhanh nha mọi người, giờ em lai nhanh nha. Giờ em nói nghe. Chốt 20 cái, tặng 2 cái.
chốt 20 cái tặng 2 cái đến Kim Anh ơi. Cứ chốt 20 cái là em tự tặng 2 cái. Bán đi cho dễ chị. Chơi chị kỳ mai có chừng thế đó mọi đó. Đó là cái chợ chiều đó phải không? Chợ chiều à? Không. Chợ Măng Thái. Măng Thái. Chợ chiều, chiều để đi xuống một xí nữa. Giờ bác tiếp đúng không? Đó tệ bà Trần Thị Dung mà vô bà đón đi. Cái gì của mình mà người khác sử dụng? Đấy. Cái gì của mình mà người khác sử dụng? À, thấy chưa? Giờ em like, em đặt thôi nha. Like nhanh cho em chọn với giờ em không xem được hả? Rồi ok. Like nhanh đúng không? Cái này 55-60kg. 55-60kg nha. Nè, 55-60kg. Bấm giùm em mã số 1. Mã số 1 nha, 55-60kg nè. Bấm giùm em mã số 1. Thôi bằng đồ đẹp ghê à. Cái chị là trong đống đám, trong đám lộn xộn xung xanh này đó. Bỏ bao cái này mã số 1, cái này mã số 1 chị, cỡ chị nhiều dễ sợ luôn. Nó kêu cỡ bà già mi á. Ờ, à, ai biết đó hồi nó cỡ bà già mi để mà lừa cho ai nghĩ. Tự nhiên à, nó nói cao 1m7. À. Thì ta cao 1m7 thì nó tới 1m7 chứ đang kìa. Thì ai biết, nghĩ là bình thường. Nó cỡ bà già mi đó tao nói định nói rồi. Nè, trong cái nè. Đây nè, quá đẹp. Đây, đây, cái này 45kg nè, quá trời đẹp luôn. Ok Thanh Huyền. Cảm ơn Thanh Huyền nè, đưa ra chị like nhanh nha. Đây cái này 45kg nè, 45kg, bấm giùm em mã số 2. Đừng kêu là cỡ bà già. Mã số 2 nha, 45kg, bấm giùm em mã số 2. Cái này tặng không? Mã số 2. Hồi nãy hắn la lãng kêu. Ok bình thường. Hắn kêu bà bao nhiêu ký mà đòi lấy biết sao. Đâu biết đâu, em đâu biết. Cái này 45kg nè, bấm giùm em mã số 3. Cái này mã số 3 nha, 45kg nè, quá là dễ thương luôn. Bấm giùm em mã số 3. Đấy, cái này là vừa nè. Giờ chơi ship luôn nha Hồng Nguyễn. Cái này bấm giùm em mã số 3 nè, cổ trái tim nha mọi người. 45kg. Chiều đi ship hàng cho Hồng Nguyễn luôn. Bấm giùm em mã số 3. Cái này mã số 3 nha. Hồng Nguyễn được 2 cái là chọn thêm cái nữa là mới là ship luôn nha. Vô đây chứ, việc cầm cái ghế để qua bên trên nha. Cầm cái ghế, cầm cái ghế, cầm cái bỏ xuống, cầm cái bỏ xuống nữa. Cái này 45kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 4. Chốt thêm một cái nữa rồi chiều đi ship hàng luôn Hồng Nguyễn ơi. Cái này nè, thấy chưa? Ghế chị đẹp 45kg. Mọi người không thích cứ tháo bớt ra. Bấm giùm em mã số 4, 45-50kg nè. Bấm giùm em mã số 4. Rồi ok Hồng Nguyễn nha. Mã số 4 nha, cái này mã số 4 này nha. Có tin nhắn kìa. Rước rồi cái đầy nữa. Chưa, sớm rồi. 3 rưỡi mà đầy chứ. Mã số 4 nha. Hello An Thương. Cái này hôm cái chị đó hôm tính làm giá cho em chị yêu. An Thương kìa. Bữa mô em cứ nói chị dở sổ chị trả lời cho. Cái này 45-50kg. Bấm giùm em mã số 4. Số 1 Thanh Huyền nha. Ok hả? Đúng rồi, số 1 là của Thanh Huyền đúng rồi đó. À, bưng cái này để trặt ra ngoài đi, để cái ly lại, bưng cái nó ra, dậm dậm qua qua, đổ ra rồi, đưa cái ly để em bàn, đưa cái nó ra. Cái này 45kg, 47kg, bấm giùm em mã số 5, 45, 47kg nha, bấm giùm em mã số 5, xuống kêu chị ăn đi nha nữa. 45, 47kg nè, bấm giùm em mã số 5, áo dây nha mọi người, nè, dây nè, rất là đẹp luôn á, bấm giùm em mã số 5. Người đẹp U 42 đúng không, 43 đúng không, là 40. Cái này 50kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 6. 50kg đổ lại nha, bấm giùm em mã số 6. Mã số 6 nha, cái này mã số 6. Cái này 45kg đổ lại, 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Mã số 7 nha, 45kg đổ lại, bấm giùm em mã số 7. Đây gì Ngọc? Mã số 7, gửi một bịch hàng cho em mà tính 60k tiền ship. Ừ. Rồi ok An Thương, để đó, cái vụ này là cái vụ của bưu điện, nghe chưa? Để đó, chị nói là của khách hàng mà chị tính được 30k tiền ship còn lại để cho chị mà dám đưa qua cho em. Ví dụ này vụ tính nhầm, này tính nhầm của bưu điện nghe, bên shop là không có tính nhầm nghe. Chị là đã nói là cái này là của bưu điện hả? Cái này nè, gửi một bịch hàng cho em mà tính 60k tiền ship. Lấy được 30k còn lại là để cho chị lo. Mà hắn lấy của em 60k có nghĩa là còn để đó chị. Cái gì cứ Mỹ em cứ lại biết đó. An Thương, để đó chị. Cũng giống như cái bài bưu điện cho. Này là không được, các bạn bưu điện này là không được đâu. Giống như Trần Quốc Toản đó, nói chung là chẳng ăn chi cả mà cứ đứng lai hòa.
Không phải chị à, chứ làm sao? Sao? Hay là hai ngày anh đem dồn lại anh đưa cho em lần? Nó lái có 30k thôi. Ủa chứ đang nữa, vậy đang em mới nói đâu rồi. Gửi mày đang... Gửi mày để lại chờ sang chân vái. Rồi nãy gửi nhé, hồi nãy gửi nhé. Cái này 45kg nha. À, rồi biết rồi Tám Nguyễn. 45kg nha, bấm giùm em mã số 28. Mã số 28 nha, 45kg, mã số 28. Nè, quá đẹp luôn. Ai mà 45kg là cứ lấy cái này mang này. Đi chơi này, dễ thương dễ sợ luôn. 45kg mới trăm trăm luôn nha. Bấm giùm em mã số 29. Mã số 29 nha, 45kg, mã số 29. Cái này mã số 29 nha, nó lên tới ốc luôn phải ơi. Nhức đầu quá. Em có inbox chụp hình gửi chị rồi. 29 Thùy Minh, ok Thùy Minh nè. Cái này 45kg nha. 45kg này rất là đều luôn. Thấy chưa, 45-50kg. Bấm giùm em mã số 30. Mã số 30 nha, cái này mới 100% luôn nè. Mã số 30. 50kg, bấm cho em mã số 30. Chị mang đi thử được không nè? Áo dạ, 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 em tặng cho con nè, em tặng cho con mấy chị này 45-50kg, bấm giùm em. Ai có con 45-50kg bấm giùm em số tuổi của con đi em tặng nè. An Thương hả? An Thương bữa đó nhận bao nhiêu tiền An Thương? Em ở Đà Nẵng nha chị Lê Thị Gái. Em ở Đà Nẵng nha. Ai có con 45-50kg chạy Mang Thái đường Lê Văn Thới quận Sơn Trà nha. Em tặng nè, một cái váy rất là dễ thương luôn. Thấy chưa? 45-50kg em tặng. Bấm số tuổi của con đi em tặng nha. Cái này bấm số tuổi của con đi em tặng. An Thương bữa đó là bao nhiêu tiền An Thương? Thùy Minh 12 kìa. Được không? Rồi cho Thùy Minh đi. Rồi Thùy Minh nè. Em là tới giờ là về trận khang học nha mọi người. Em tới giờ ở khang học nên mọi người thông cảm chốt hàng cho em đi. Nè cái này nè, quá là mới, quá là dễ thương luôn. Thấy chưa? 45kg nha. 45-47kg nè. Bấm giùm em mã số 18. Mới tinh tình luôn nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 18. Cái này mã số 18 nha. Hà Phạm. Hù hù, gửi mấy đơn hàng rồi mà không có địa chỉ hả chị Thoa? Em đợi mấy ngày nay. Xé ba bán lại chưa chị? Gửi lại cho em. Túi hình như chị nhớ là thì Phạm Huyền cũng có chặn đứa mô rồi đó. Cũng lây hỏi gì đứa rồi. Nó vô ngồi nở lại, nó bấm ra biết không? Giả đò, tài, dễ sợ. Hàng á thì quay đầu về tới đây rồi tốn tiền tiếp rồi mà bày đặt. Điện thoại hoài thì không nghe máy. Mà mình điện thoại thì nói là à, chị gửi chưa em chờ Hàng. Đến khi mà à, bưu điện hắn điện máy dòng không được rồi. Hàng quay đầu rồi giờ trừ lên đây giả đò hỏi gửi Hàng chưa hả? Gửi Hàng hả? Chạn luôn. Ở đâu cái lai mô, cái lai mô mà cái dùng khoan của nó cái con nó đó điện ngập quá à. điện máy lần à. Máy chặn luôn chơi chặn luôn mà chơi hàng quay đầu về rồi sáng hồi hỏi ủa đâu thời đâu có điện em đây cái này 28-17 đúng không đây cái này 28-17 Messi nha mọi người 3. Là 45 là đúng rồi em tổng là 45 đúng rồi Messi 3D nha cái này Messi 3D này 55kg đổ lại ship quảng ngãi là 30k nghe Lê Thị Gái mã số 10 nha 45-50kg bấm giùm em mã số 10 nha 45-50kg bấm giùm em mã số 10 ê mà mượn mua bà về nữa mới ghê mang cái áo vô xong rồi đi mà cứ like một cái ngốc cái tôi đứng đây nè ai biết tự nhiên mang cái áo vô này dễ sợ biết ra tự nhiên đứng rồi đi tưởng bà vậy mã số 10 cái này mã số 10 nha nha coi là An Thương mã số 10 nha cái này mã số 10
Ok, để đó chị kiểm tra liền, em yên tâm. Cái gì chứ cái đó là để đó chị. Quần 280, 6 áo 170. Là áo rồi. À, là rứa. Cái này 55-60kg nha, 55-60kg. Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, 55-60kg nè. Bấm giùm em mã số 12. Mã số 12 nha, 55-60kg. Chỉ nhầm 30k thôi. Bấm giùm em mã số 12. Đúng rồi, 45 lên 48 rồi. Mã số 12 nha, cái này mã số 12. À, bởi người nó tự nhiên vô duyên vô chơi, cái phục mình làm chi? Không phải. Đau, em đau có vì cái cao nó đau, em bị nắng. Em bị nắng. Nắng đẹp chưa? Không, em không quan tâm. Họ nói chi, họ nói em không quan tâm. Em bị khùng hả? Cái này mới 100% luôn nha. Cái này 50kg, 45-50kg, bấm giùm em mã số 20. Mã số 20 nha, cái này mã số 20 nè, 45-50kg. Nè, thấy chưa? Bấm giùm em mã số 20. Cái này mã số 20 nha. Mã số 20 nha, cái này mã số 20. 20 nha. Trời ơi, 20 đi chạy đi một chút. Đi ra ra. Cái bill em nhớ ngày mai không ăn thương hả? Chí Phong, Chí Phong. Có mấy cái quần ống rộng ở trong đó kìa. Vô lái lấy rẻ thì con kìa. Đó, ở trong góc nữa đó, quần ống rộng đó. Dạ. Cái quần nó quần áp xô là áp kìa. Đây vô rét. Trước dùng vang kìa. À, áp bé nó mới thích vô. Không có điện thoại nghe đây. Mua hàng đòn hòn, nghe nói rứa động chạm lòng từ ái nghe. Mua hàng bị lỗi còn bỏ qua nghe. Đừng nói rứa mà mắc lòng nghe chị nghe. Bố điện thoại liền máy làm đâu hay máy đâu. Bởi vì thông thường á, cái hàng quay đào là bắt đắc dĩ mới quay đào nghe mọi người. Chỉ có điện không nghe máy hoặc là hẹn người ta mà quá hạn lưu trữ ở bưu điện thì người ta cho quay đào. Rồi, giờ chứ sao sao, đây mua hàng, không có điện thoại nghe, đây mua hàng toàn, nghe nói rứa đụng hò, đụng chạm lòng tự ái. Đứa mô nói gì chị, nói tên. Từ từ, cho mượn cái ghế, từ từ. Ai nói chị? Ghế nhà kìa, có một cái ghế không nữa kìa. Hôm mà chị Thoa lai quần ống rộng ý. Không, ngày mai không mình nhớ. Nổi tiếng đâu. Nổi tiếng khùng luôn rồi. Còn cái còn áo thì hôm trước đó. Chị từ từ chờ chị xí, chị đọc cái này đã. À, cái chi mà không có điện thoại. Rồi cái này để chị nói cái thằng bưu điện đó. Rất là do cái thằng bưu điện đó tiếp Dung Phan. À, đồng chạm nói kìa, kiểm tra lại số điện thoại để chị nghe. Của em hôm bữa cũng kêu điện thoại máy cục không bắt máy. Mua nhưng mà té ra ghi nhầm số đó. Còn bỏ qua nghe đừng. À, có vấn đề chị xảy ra hết trơn nha Tiết Dung Phan ơi. Cái này là không phải. Hồi nãy là chị đang kể cái chuyện cái con kia chứ đâu có nói cho em đâu mà mới cho em phải chạy vô đụng chạm chứ tự ái. Có chửi em mà mình tự ái. Không có vấn đề gì hết trơn á. À, con bé Nga là hắn nói mấy người kia kìa chứ đâu có nói em đâu, chẳng qua là cái Tiết Dung Phan á là cái thằng bưu điện á quay đầu về rồi kêu là điện thoại họ không nghe máy. Cái vụ này là chị điện hắn xuống làm việc rồi, em yên tâm đi, do lỗi của hắn chứ đâu phải là do mình đâu. Do lỗi bưu điện hả hay là do bao nhiêu? Do thằng bưu điện. Ăn như là ngày máy mấy tìm biết thằng bưu điện á hắn vào. Xong rồi ý là hắn là nhà nước không biết không, nên thành ra hắn không có trách nhiệm. Hắn già mà không được lãng hoàng về. Hắn hoàng về hắn ghi trong đó là lý do là gọi điện thoại không nghe máy.
hiểu không? Chứ không phải là vấn đề gì hết trơn á. Tự nhiên chị em mất lòng cái mất buồn đấy. Ăn không? Mời. Nó dẫn cho sáng chừng nè. Chị nè, chưa có chim đục hết trơn á. Từ trưa đến trời này. Nói á, bữa nay á, cái dây nói của chị á, là nói có một cái khoảng thời gian giống như là trên mạng á, cho like một khoảng thời gian thôi. Tới giờ là mất dừng. Em hiểu không? Tới giờ là mất dừng không cho like. Đó, cái kiểu cái cổ chị bữa nay cũng như đứa đó. Chị em gặp nhau lâu lâu vậy già nữa, ủng hộ chị đi tiền miên mà nói cái gì nghe bùng ghê đó bay. Đâu bà An thế cho mới xỉu mà Đồng Thảo ơi. Chị nói thiệt nghe, tục bên phi rồi. Tin nhầm, mà chị để tay cho coi nè, thấy cái tay chị rung không? Cái tay chị tự rung á, chứ không phải là chị tự nó ra. Nè, nó cái tay chị thấy cái tay chị rung không? Chị tục canh si á. Chị bị thiếu máu lên não. Rối loạn tiền đề. Tiền mình á mà nói tiền đề. Chẳng qua nhìn chị cười chị vui rứa thôi đó. Chứ bệnh không trong người à. Yêu đời được chừng hồ yêu chứ đừng chừng. Bởi thương chị, thông cảm cho chị, chia sẻ cho chị nè, ủng hộ cho chị nè, là còn gặp chị dài dài, còn nghe chị nói chuyện. Chứ một khi mô đó chị nằm chỗ rồi, nó muốn nghe chị cũng không nghe được không? Ừ, nó thiệt á. Khăn khăn. Để gõ chết xuống. Không, cho nút vài miếng rồi nói chuyện tiếp chơi cho vui. Sáng là chị mới ăn á. 30 tháng 3 đó. Ám mưa hôm 30 tháng 3 đó chị nghe. Đồng Thảo Lâm đi không chiến 2 năm phải không? À. Hôm thằng khùng nữa nè. Thằng khùng bưu điện á. Mọi người thông cảm đi. Có chi bỏ qua đi. Chứ sốt cũng mới mở chứ không phải mở lâu rồi. Xuân đi đi ăn đi em. Xong bán tiếp. Cảm ơn chị. Đồng Thảo bữa hôm mà lầu số điện thoại là thằng bưu điện đó. Thằng bưu điện về em điền vô đó. Ủa nhưng mà Đồng Thảo đâu có quay đầu đâu. Không, ý là 093 năm nhưng mà thằng khùng nó ghi 093 năm. Đồng Thảo không quay đầu nhưng mà số điện thoại bưu điện điện nhanh. Nhưng vẫn nhận hàng. Nào cái em điện quá. Do cái bọn bưu điện đó, mấy chị không có vấn đề gì đâu, mấy chị ủng hộ em làm vui lắm rồi. Xuống kêu em là Đồng Thảo em biết nghe máy. Em là chị ghét những người mà chốt cho sang mồm rồi cái là không nhận hàng thôi. Chứ còn mấy chị khách hàng quen thuộc của em rồi. Không có vấn đề gì xảy ra hết trơn. Em nói thiệt. Giả sử mà mấy chị mà thích quá mà mua mà không có tiền á, nói em cho nợ cũng được. Em nói thiệt, cái vấn đề đó không quan trọng. Chỉ có cái tình cảm thôi. Đừng có gây sức sức mẻ mất lòng nhau là được. Cái ăn kìa xảy ra hết trơn á. Rồi, giờ chị la tiếp được chưa? Ok chưa? Chia sẻ giùm em đi. Chia sẻ giùm em đi, em la tiếp chưa? Ăn thương, ăn xong la tiếp nha. Rồi, có. Em nút xong đi, em la tiếp nè. Đồng Thảo, má em lên like nói em đây em nhận được không quay đầu nói em lên like nói biết chết liền chị thôi biết chết liền bao người đầu đi rồi đó cho thương xử ngày em qua đi rồi với Nga đơn thương xử bao nhiêu tiền thương xử đâu đó thương xử đây nè thương xử ngày hôm qua chuyển tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền chưa cho hàng đi rồi chưa nói năng tiền bạc thì với em mới trần á của tới qua là 460 460 cho thương xử rồi miễn ship 460 bao nhiêu ngày hôm qua 460 chị chưa thông báo cho em biết hàng cởi đi rồi rồi thì chị lấy tiếp nha nút xong rồi mua giặt đi không có vấn đề gì xảy ra hết trơn á mình nói là cứ ăn đẹp ăn xong mặt sướng mặt đẹp là được rồi thấy không ra đường để cho trai thèm chơi là được rồi như chị này bị chồng như chửi khoan luôn bà An mặc cái kiểu chỉ lọa đó mà ta thích vậy ta hết hết cho mang đó đó nói gì nói vấn đề gì ta thích vậy trời có nói chi ta không thích ta thích là ta mang thôi không có bao giờ mà cản được ta hết trơn á rồi giờ trưa nè like tiếp nha chia sẻ bài giúp em nè nói vui quá chia sẻ vậy đẹp quá trời luôn quá là dễ thương thiệt áo quá đẹp luôn
chia sẻ bài giúp em nha, có ai thắc mắc gì cứ nói em. Không có vấn đề gì xảy ra cho em, đối với em bình thường. Có người ta họ chốt cái đầm của em 100 ngàn, không cho địa chỉ, không cho số điện thoại, em xé ra em bán 35 ngàn vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra, em nói thiệt. Nhưng mà cái lương tâm của mình nè, mình ví dụ giống như mình không mặc là thôi, còn đừng có đi bông hàng như đó, không thích. Còn cái người nào mà em đã từng gửi hàng, đã nhận hàng em rồi, mắc mới gì thì em phải nói, đúng không? Không có vấn đề gì xảy ra hết trơn á. Mà khoan, cái gì của mình mà người khác sử dụng mà mình không sử dụng được, chưa có ai trả lời cho mẹ em hết trơn. Anh ghi nè, anh ghi thử, anh nhìn lại cái chi đó, dòng vô cuối cùng An Thương đó, 4 quần. 4 quần 258, 2 áo 200. Like tiếp không mọi người? Mọi người thích em like tiếp không? Giờ em like tiếp nè. Like cho mọi người chốt cho, chia sẻ bài giúp em đi. Hình như chị chia sẻ cho em. Như má chị chưa chia sẻ. 4 cái áo chi mà 208? 4 áo 200. À 4 à 4 áo 208. À. 2 áo 200. Thì anh ghi anh giấy chị đai đai, nhưng mà quan trọng là ngồi cái cục hàng. Tức là hai cái đầm 200. Có 4 cái chi đó 208 hả? Rồi giờ chơi nói đi, chấm cho em biết. Thoa ơi, cái màu rêu phong ý tìm cho em đi, em lái cái màu phong rêu phong ấy là cái màu chi nữa trời. Hay nói mà chị biết được, chị biết cái liền, chị lát chụp bill của em. Anh Thu hôm bữa là ngày 31 đó. Bill của thương sự nè. Rồi ok em. Ồ nghe có tiền mừng quá. Cái chi chứ có tiền quần mừng quá. Của em 4 cái quần 280. Đúng rồi, 4 cái quần 280. 4 quần đó. Với lại hai cái đầm 200 nữa là 480. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi An Thương. 4 quần 28. Là đăng. 2 đầm 200 là 48. 48. Đúng rồi. Lậu tiền chi? Hả? Lậu tiền chi? Đó, ghi tay này nè, ghi này là chăn chị like đầu tiên. Cái chị like đầu tiên luôn à. Với 5 cái áo len chị tặng 1. An Thương là ghi quần 208 với 6 áo 107, tổng là 450. Lạc lạc đi. Đâu có đâu. An Thương thì nói tầm ngày 31 đó, 30 không có đơn thì đó, ngày đơn ngày 31 đó. 31 đó. 30 đâu có đơn đâu, 31 đó. Cái chị 4 quần 208, 2 áo 200. Đúng rồi, 2 đầm 200, 2 cái đầm 200 nữa, 4 quần 28, là 48 đúng rồi. 5 áo lên chị. Ngày 31 á An Thương. Rồi bắt đầu nè, em like nha, em like nè. Không nhầm đâu An Thương. 4 cái áo, 5 cái áo mà tính 4. Là cái 50. Bấm chị mình mới bấm ra cái 50. 4 cái là 200. 4 quần 28 là bấm 48, tặng 1 trong đó đâu. Lậu chứ nữa. Rồi. Nói chung là thông dịch viên thông dịch cho em hồi nãy. Không mua đầm, đó. Anh Thương đã là không mua đầm. Rồi, 4 cái quần 200. Ở chị một ta ghi gì đó đúng rồi, không? 4 cái áo 200 là 48. Cái này 50-55kg nha, 50-55kg nè, quá dễ thương. Bấm giùm em mã số 1. Thôi mình vào tập trung vào chuyên môn lại đi. Giờ chờ mình vô lại chuyên môn nha. Cái này nè, 50-55kg nè, em 45kg em mang kiểu dạng xuân nha. Đâu đây, đúng rồi, ngày 31 tháng 3. Đây, là bấm giùm em mã số 1 nha, 55kg đổ lại. Bấm giùm em mã số 1. Đúng rồi, chứ đang là sai nữa. Mã số 1 nha, cái này 55kg đổ lại. Mã số 1. Mã số 1 nha mọi người. Cái này là mã số 1 này. Mã số 1 nha. Cái này mã số 1. Cái này phát cái dây này vô. Mà cái áo có cục ở trong. Cái này cái thứ hai nha, 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 2. Má họ cái này qua quên cả. 55kg đổ lại, bấm giùm em mã số 2. Mua đó. Mã số 2 nha, cái này là mã số 2 nè. Bấm tên giùm tên em tên mã số 2, cái này mang giữ lại cái mắc mớ gì vậy. Tự nhiên cái đứng ngó của Khoan. Bởi vì thanh quang à. Đen đèn. Như thế. Rồi cái này 50-55kg nha, 50-55kg, bấm giùm em mã số 3. Mã số 3 nha mọi người, cái này là mã số 3 nè. Còn dưới khu nữa. Em tưởng mua bấm ra ít. Ai người mua bấm ra y nhà luôn. Người mà em bấm cái máy đang ra đang. Không biết chắc để mua. Nó đến điện hả? Nó quét đi.
sáng mai bấm. Đây, bấm giùm em mã số 3 này, 55 kg, quá đẹp luôn. Trời ơi, vì sao mà không tiếp? Đấy, vì mua sao đó mà không chốt? Quá đẹp, không biết người mua luôn rồi đó. Quá đẹp luôn, thấy chưa? Nè, con sữa 55 kg chốt vô cho em. Quá đẹp luôn, quá là stunning luôn. Thấy chưa? Bấm giùm em mã số. Quay nè. Mã số 5. Mã số 5. Không đủ rồi. Đúng không? Không. Cái này mã số 5 nha, mã số 5 nè. Mã số 5. Đành mấy cái đầm mấy cái đùm cái hàng quá. Bao lâu nó dậy vậy? Đúng không? Vô 80 gì đó. 80 gì đó. Không xả đi chứ đầm mày cứ mà gửi lại cả đống luôn. Mà nó hồi dậy đúng không bà? Lấy điện anh với vậy. Vô cái tiệm của em này nó này chưa đầy 4 mét vuông chứ mấy mọi người mà người mua cũng gửi cho y cái bao tờ tàu em chứ. Ủa, giả đầu tới nhận hàng cho em có tiền em lấy hàng tiếp cho em mới vừa chuyển qua bên đó 100 tiền. Trời ơi, đi vay đi mượn gửi nữa chứ phải. Ủa em nghe. Giờ mọi người không chốt nữa đúng không? Xem hàng mới đi à. Giờ này, nói nghe, 17 người. Quá là dễ thương luôn. Nói nghe, 17 người mình, nhỏ nhỏ thôi. Em like nhỏ nhỏ cho mọi người. Like nhỏ nhỏ cho. Nghe chưa? Em like 17 người đây nè. Giờ trừ á, xem hàng mới đi vậy. Đây, giờ trừ nè. Chia sẻ đi, chia sẻ lên 30 người. Em like 20k thôi. Like 20k. Đóng đi thôi, rồi em nghỉ. Rồi, đi ăn cho khách hàng 20k thôi. Chia sẻ đi, chia sẻ lên 30 người đi. Em like nè, 20k. 20k một cái áo. Trời ơi, Thanh ơi. Không có hại chứ. Không có hại chứ, không có đòa đâu. 20k thôi, 20k nè. 20k nha, 20k. Nhớ chia sẻ lên 30 người trong vòng 10 phút này đi. Chia sẻ đi. 10 phút mà hôm nay làm tắt like. Ngày mai bắt đầu 30. Ừ, chụp nữa chụp hình cái nó cho chị đi rồi chị lái cho. Để chị bới lên lại cho. Đừng ai mua chỗ làm túi nó ngủ không được à trời. Áo màu xanh gì đó này, cái áo này đẹp quá trời, đi đây mà ra không chốt. Cái này nè, 45-50kg nè, quá đẹp luôn. Áo chị kìa, chị Kim nó lấy áo chị kìa. Bởi kêu like đầu tiên đó chị. Chị Kim lái chi nữa chị Kim? Nè, 45-50kg nè, 45-47kg. Vì răng không lái cái áo này. Vì răng không lái cái áo này. Trời ơi, quá đẹp luôn. Nó nè, vì răng không lái. À, em có chụp hỏi rồi. Rồi rồi, để đó chụp để chị kiểm tra cho. Nè, trời ơi cái áo này đi đây mà vì đang không chốt. Vì nhỏ. À, ngày mai rồi à. Vì túi mập không mặc được. Rồi. Giống như trả lời cô hỏi cô giáo kìa. Ừ, chia sẻ trên 10 nhóm hậu rồi á. Rồi ok đồng thảo, chia sẻ đi, chia sẻ đi. Chia sẻ tôi chỉ sale cho mấy người thôi. Ừ, tôi sale 17 người đi đâu. Ừ. Chia sẻ đi nha, chia sẻ người nào chia sẻ cho chị chia sẻ đi rồi tôi tính nha. Thử đi qua cái này đi. Cái này nè, 55kg đầm pin tạc nha, mang đi tiệc nha mọi người. Văn Nguyễn để hàng lại nghe nghe. Văn Nguyễn để hàng lại mai rồi gửi. Mai gửi hả? Trừ là nó thiệt gửi lại là một bao tờ rồi đó. Mấy chị nhận hàng giùm em đi chứ. Mày văng được bữa nay làm chi mày gửi hàng nữa. Dễ sợ luôn. Cái ngày hôm qua toàn gửi hàng lại. Nè ngó nè, một bao gửi rồi giờ trừ y một đống đi nữa mà kêu là lái cái đền lái chị lái cái đen vừa rồi. Cái đen vừa rồi đưa cho bà nó rồi. Em nói thiệt cho cái đen đó mấy bữa em bán là 100 ngàn. Em xé bao ra đó. Rất là mới sạc cà lan luôn. Đặng Bùi lấy đen đó. Đấy. Lấy đen để cho họ lấy. Đen. Nguyễn Thí Anh. Lia đi, cuốn lại Lia lên. Nguyễn Thúy Anh cái đen nghe. Không.
Nguyễn Thúy Anh là đầm đen nha, đầm đen lúc nãy nha, Nguyễn Thúy Anh ơi. Bà thử có mấy cái thôi mà mình ngồi bà thử không hay rồi. Đây 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 cái đầm đen đi đây. Tìm cái xanh đi cho bà tôi cho đây. Ui chà ơi. Ui. Ba mươi. Đó ok Nguyễn Thúy Anh lấy đen. Cắt quay. Dễ chỉ có đồ giống như mình. Cái gì chứ cái tay dễ ồm cục phát rồi xong. Hồi sáng thấy có cái xình reo không hả? Chà, này nãy của ai quay bỏ vô luôn. Này đẹp. Thì vừa ấy thì đẹp rồi đúng đâu. Thấy không? Quá đẹp luôn. Mà vừa không? Ừ. Rồi đẹp rồi đó. Bây giờ chúng ta nói đẹp á. Cỡ bà quá trời lộn lái. Không biết cái để đó đi. Bỏ anh đây. Cháu cái chữ không nhớ qua luôn đó. Cầm đây hỏi. Thùy Minh gì đó không biết có phải không nữa. Thùy Minh hả? À? Biết phải không không nhớ. Không lên nữa hả Thoa? Nguyễn Thiếu Anh cái 10 cầm lên cho chị xem cái màu đâu. Cái màu đó. Cái xanh đó. Có ai không có địa chỉ không Minh hả? Hỏi đi rồi tắt like đi ngày mai la. Trừ ít người quá. Thằng Lê nè. Em xem cho 20k đã có điều kiện là phải trên 30 người. Mà giờ trừ không đủ 30 người là em like. Thanh theo mô không thái rồi đó nè. Thấy hồi nãy chị không thái nữa rồi đó. Chịu quá chị Kim à, không thấy. Có một cái này thôi, chị Kim. Có một cái này thôi. À không có. Thôi em nghỉ nha. Thôi còn có mười mấy người mà like chứ chị. Còn có 12 người chứ mấy. Không nghĩ nghĩ làm hàng đi. Nghĩ làm hàng nha, mai like tiếp nha. Tiếp đi. Thấy Phật tài nghĩ chị thấy. À, có này dài tay. Cái xanh đeo mua mà ném ra mà cặp tay thôi. Ôi chịu quá chị ơi. Ừ, chụp hình gửi qua đây rồi em coi thử chỗ mua rồi em bảo bao cho. Like chậm quá không đủ 3 cái mình xả hết đơn nha. Đặng Bùi tè. Xả đồ Đặng Bùi đó tè. Đặng Bùi nó xả hết luôn hả? Không rồi. Đặng Bùi là để em coi. Xả hết luôn hả chị Đặng Bùi? Đặng Bùi 2 cái. Hả? Đặng Bùi là được 2 cái đó. 2 cái hả? Bỏ ra đi rồi. Đưa cái này đây. Hey. Đây, cầm nè. Chưa. Cầm nó này mà cái gần đây luôn. Rồi, biết mai lấy thêm mà. Rồi ok chị Kim, mai lấy thêm. Rồi ok thôi em nghỉ nha mấy chị. Ai gửi lại thì ngày mai chị đó cháu quần rồi gửi luôn. Thùy Minh hả, để đợi chứ Thùy Minh nghe. Ai không? Gửi lại thì nói biết đường nghe chứ không gửi rồi mất công nghe. Văn, chị Văn là gửi lại này đúng không? John Lily em gửi hàng nha, John Lily ai nhiều hàng là em gửi nha. Thùy Minh là được 2 cái, có 1 cái tặng nha. Văn Nguyễn là giữ lại đúng không? Ai giữ lại nữa là nói luôn nha mấy chị. Thùy Minh hình như có thêm 1 cái là thành 3. Đúng rồi. Mà tìm không ra. Thùy Minh à? 2. Thùy Minh. Thùy Minh có 2 cái. 2 cái hả? Ừ. Cái đầu với cái sau. Anh nhìn thấy bên đó có địa chỉ hết em chưa? Dương Hình Thi 8 Nguyễn đó. Cái chi Nguyễn đó? 8 Nguyễn hả?
Rồi ai gửi là hàng lại là nói nha mấy chị, nói để biết đường gửi hàng, giữ hàng nha. Đây này. Ba cái trăm mà người có một cái khó giữ quá. Đúng. Anh Tiết Lê cũng có một cái này. Nè, tám này, tám Nguyễn có một cái nữa này, bỏ chung vô này. Cái chung Phan có một cái nè. Bà cứ thả lên thả xuống hồi. Cái bài đó, bà xanh cái này nè. Rồi, kêu một cái. Chưa chốt được cái nữa thôi, ship cho chị đi. Chị Hồng Nguyễn à. Xem hồi chị xem được mấy cái rồi em. À, Thúy Anh, coi thấy chị Thúy Anh chị mấy Nguyễn cái rồi. Được hai cái nè. Kiều cũng được có một cái chứ mấy cái này phải giữ lại rồi. Chị Lê thì lệ nữa nè. Ai nữa là Thúy Anh hả? Mai Út cũng có hai cái. Thúy Anh. Thúy Anh là nhiều rồi đó. Chị Hồng Nguyễn là ship cho chị đúng không? Chị Hồng Nguyễn ngày hôm qua là ship rồi nghe chị. Cái ngày hôm qua là đi luôn ngày hôm qua rồi nghe. Nghe chị Hồng, đi ngày hôm qua rồi nghe. Em lấy cái bao hả? Rồi, rồi chặt 5 ship luôn. 5, của chị Thúy Anh là được 5 cái nghe. Thúy Anh 5 cái Thúy Anh ơi. Chị Thúy Anh 5 cái. Rồi ok chị Hồng, lát em cho hàng chị đi nha. Thúy Anh được 5 cái là gửi lại hay là đi biết đường luôn nè. 5 cái. 5 cái đi được rồi chị nên gửi. Thúy Anh 5 cái là gửi hàng đi được rồi. Thúy Anh em có địa chỉ thôi. Chị hỗ trợ tìm Nguyễn Thúy Anh này. Có gọi địa chỉ gì nữa? À, Thúy Anh có rồi. Mai chị chọn thêm đồ gửi rồi biết đường. Mày nói còn ai không có địa chỉ không anh Lan? Có hết rồi không? Rồi thôi em nghỉ nha mấy chị. Tiểu Long em gửi hàng cho Tiểu Long nha. Cái em giữ lại nè. À cái đào biết rồi. Thùy Minh. Thùy Minh. Thùy Minh gửi lại hả? Thùy Minh mấy cái đó. Hồi nãy anh mới nói em là mấy cái. Tao vậy tám cho vô vậy tám luôn. Thùy Minh anh mới nói em là Thùy Minh được hai cái nữa ba cái gì đó nha tiền. Thùy Minh hai cái hả? Hai cái với một cái tặng. Thùy Minh hai cái với một cái tặng giữ lại hả? Rồi. Ai mà giữ lại ngày mai em bấm kiện quần đó là em gửi nha mấy chị, không gửi lại nữa nha mấy chị. Để em gửi luôn nha, cái thiệt chứ nhiều hàng lắm, không có cho để tới. Anh Tiết Lê nè. John Lee. Rồi John Lee nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi John Lee 8 cái nha, 8 cái với một cái tặng nè. Nghe chị John Lee nha. 8 cái với một cái tặng nha chị. Đâu. Cái thành ra cái áo, cái váy của tôi là cái nịt nó lại vô bộ. Hiểu không? Cái nịt đẹp, cái nịt thử đồ chứ nữa. Rồi em gửi nha chị John Lee. Hàng của chị là em gửi nha. Đặt phải đếm, tại vì nằm riêng, áo riêng. Rồi ok 8 cái nha. Rồi thôi em nghỉ nha. Rồi đây chị bỏ máy giặt, chị đánh máy chị rồi ok cảm ơn chị. Rồi ok em nghỉ nha mấy chị, em nghỉ nha, nghỉ để gửi hàng nha.